chương 1, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Mexico, 1993 Mia đã ngủ gật trong lúc cho con bú. David Boone đứng bên, ngắm vợ con, nhận thấy mình bỗng nở một nụ cười ngốc nghếch và cảm thấy căng phòng trong lồng ngực. Vợ của anh, con của anh, lạy chúa, thế giới của anh. Say mê thuở nào, ám ảnh thuở nào với y thuật vẫn còn đó, nhưng giờ đã giảm đi phần nào bởi đam mê khác cũng mạnh như vậy anh chưa bao giờ ngờ việc mang nặng đẻ đau và sự phát triển nhanh như thổi của hài nhi lại làm anh hao tâm tổn trí đến thế anh đã chọn lĩnh vực phẫu thuật vì tính thách thức tuyệt đối của nó so với nó sản khoa có vẻ chỉ như quan sát cây cỏ mọc lên vậy ừ thì đôi khi cũng có chuyện này chuyện nọ xảy ra và bác sĩ sản phải theo dõi sát sao nhưng hầu hết những đứa trẻ đều lớn lên trong bụng mẹ và được sinh ra thế là xong David đã nghĩ như thế cho đến tận khi chính anh có con. Về phương diện lâm sàng, anh biết tường tận về sự phát triển của bào thai, nhưng anh không hề chuẩn bị về mặt cảm xúc khi thấy Mia bắt đầu tăng cân. Khi cảm nhận những cú quẫy đạp nhỏ bé của một đứa trẻ đang lớn dần và ngày càng đòi hỏi, nếu chỉ cảm xúc thôi đã khiến anh mờ mắt như thế, thì không biết Mia còn cảm nhận nhiều đến thế nào đôi khi kể cả trong tháng thai nghén khổ sở cuối cùng anh vẫn bắt gặp cảm xúc dâng tràn trên gương mặt cô một ánh nhìn mê mẩn sung sướng vô ngần khi cô vô thức vuốt ve bụng mình hẳn là cô đang lạc trong thế giới chỉ có mình cô và con rồi justin cất tiếng khóc chào đời bụ bẫm và khỏe mạnh và david thở phào ngất ngây vì vui sướng trong suốt sáu tuần kể từ lúc ấy mỗi ngày dường như lại mang đến một thay đổi nào đó khi thằng bé lớn lên mái tóc sẫm màu trên đầu nó ngả sang vàng, đôi mắt xanh đậm hơn và lanh lợi, hoạt bát hơn. Nó đã bắt đầu chú ý đến các sự vật nhận diện từng giọng nói, tay chân đạp tứ tung khi những cơ bắp tí hon dần có sức mạnh. Nó thích tám, nó có kiểu khóc riêng thể hiện sự giận dữ, kiểu khóc lúc đói, kiểu khóc lúc không thoải mái và kiểu khóc lúc cáu kỉnh. Trong vài ngày Mia đã có thể phân biệt được chúng. Những thay đổi nơi vợ anh cũng đầy thú vị. Mia lúc nào cũng có cách tách biệt mình với thế giới, như thể cô chỉ là người quan sát chứ không phải người tham dự. Cô đã là một thách thức kể từ lần đầu anh thấy cô, nhưng anh vẫn ngoan cố theo đuổi cho đến khi cô phải coi anh như một con người thay vì chỉ là một phần động trong toàn cảnh. Anh có thể nhớ chính xác thời điểm mình chiến thắng họ đang tham dự một bữa tiệc đón giao thừa, giữa những chàng cười nói, cảnh rượu chè và hàng tá những điều ngớ ngẩn, thì Mia nhìn thẳng vào anh và chớp mắt. Một thoáng ngạc nhiên lướt qua mặt cô như thể anh đột nhiên hiện ra ở trung tâm. Và chuyện là thế, không có nụ hôn nóng bỏng nào, không có những lời tâm tình cảm động trong đêm, chỉ là một nhận thức đột ngột trong mắt Mia khi cuối cùng cô cũng thực sự nhìn thấy anh rồi cô cười và nắm tay anh và bằng cử chỉ đơn giản ấy họ đã thành một cặp thật kinh ngạc thôi được một chuyện kinh ngạc nữa là anh đã thoát khỏi đống công việc bộn bề đủ lâu để lập tức chú ý đến cô trong bữa tiệc chán ngắt dành cho nhân viên mà hai bậc phụ mẫu của anh là giáo sư thường tổ chức nhưng một khi đã để ý anh không thể đẩy khuôn mặt cô ra khỏi đầu Mia không đẹp, có lẽ chỉ vừa sinh, nhưng có điều gì đó nơi cô, trong những đường nét mạnh mẽ cân đối trên gương mặt và trong cách cô bước đi. Những sải chân dài nhẹ bẫng như thể lướt đi mà không thực sự chạm lên mặt đất, nó khiến ấn tượng về cô cứ bám lấy anh như một con muỗi dai dẳng. Tìm hiểu cô là một quá trình đầy thú vị. David rất thích khi biết rằng cô yêu màu xanh lục, rằng cô không muốn có pepperoni một trên bánh pizza của mình, rằng cô yêu thích các bộ phim hành động và tạ ơn Chúa. Cô ngáp dài trước ý tưởng về những bộ phim dành cho nữ giới, thật trái ngược với bản chất nữ tính của cô. Như Mia giải thích, cô đã biết hết mấy chuyện của phụ nữ rồi, vậy thì xem thêm những chuyện tương tự để làm gì nữa. Toàn những chuyện tầm pháo sự trầm tĩnh của cô làm anh thoải mái, anh chưa từng trông thấy cô nổi nóng. Cô là người cân bằng và ổn định nhất mà anh từng gặp, và thậm chí sau 2 năm kết hôn, anh vẫn không tin nổi mình may mắn đến thế. Một Xúc xích bò và heo rắc hạt tiêu. Mia ngáp và vươn vai, cử động ấy làm núm vú của cô chạch ra khỏi miệng thằng bé, nó cầu nhau và mút mút vài lần, rồi nằm im, David mê mẩn vuốt nhẹ một ngón tay trên khuôn ngực trần đầy đặn của cô. Phải thừa nhận là anh rất vui với kích thước mới của chúng. Trước khi mang thai, thân hình Mia gọn gàng như một vận động viên chạy đường dài. Giờ cô tròn trịa hơn, mềm mại hơn và việc tạm ngừng sau khi sinh con đang làm anh phát điên. Anh không thể chờ nổi tới ngày mai khi cô được Susanna Cosper, bác sĩ sản phụ khoa của đội kiểm tra 6 tuần sau khi sinh. Thực ra, do vài vụ cấp cứu làm xáo trộn thời gian biểu của Susanna, nên giờ đã gần 7 tuần rồi, và anh thì sắp phải hú lên với mặt trăng đến nơi. Vuốt ve thế này có làm giảm đi căng thẳng, nhưng còn lâu nó mới làm anh thỏa mãn như ân ái với vợ mình. Cô mở mắt và mỉm cười ngái ngủ với anh. Này, Duji, hai, cô thì thầm. Đang nghĩ đến đêm mai phải không, hai? nhân vật trong loạt hài kịch truyền hình mang tên bác sĩ Duji Hauser nói về một bác sĩ thần đồng 16 tuổi. Tuy cực kỳ giỏi về y học nhưng vẫn phải đối mặt với những vấn đề của một cậu bé tuổi tin bình thường. David bật cười, vừa vì biệt danh ấy vừa vì cách cô nhìn thấu tâm trí anh mà thực ra việc ấy cũng chẳng khó khăn gì lắm. Đã hai tháng nay anh hầu như chẳng có gì trong đầu ngoài sex. Còn gì khác nữa đây? có lẽ đu di nhỏ sẽ ngủ suốt đêm, cô vuốt nhẹ lên mái đầu lơ phơ tóc của thằng bé và nó đáp lại bằng cách mút chùn chụt thêm vài cái nữa. Cả hai người lớn cùng thốt lên. Làm gì chứ? Và David lại cười. Justin háu ăn kinh khủng, nó đòi ăn ít nhất 2 giờ một lần. Mia đã lo là sữa của cô không đủ chất hoặc không đủ lượng, nhưng rõ ràng Justin đang lớn khỏe và Susanna nói chẳng có gì phải lo lắng, chỉ là thằng bé háu ăn quá, Mia ngáp lần nữa, và David lo lắng chạm vào má cô. Chỉ vì ngày mai em hết kỳ kiêng cữ không có nghĩa là chúng ta phải làm chuyện ấy. Nếu em mệt quá, chúng ta có thể chờ mà. Susan đã nhắc đi nhắc lại cả tỷ lần cho anh hiểu là một bà mẹ trẻ mệt mỏi đến thế nào, nhất là khi cô ấy cho con bú. Ngáp nửa chừng, Mia lườm anh. Ồ, phải, chúng ta có thể chờ, cô nóng nảy nói nếu anh nghĩ là em chờ nổi thêm một phút nào nữa sẽ rất may cho Justin nếu em không bỏ nó lại với Susanna trong lúc đi lùng tìm anh khắp phòng khám đấy. Định gì ống nghe vào anh và bắt anh cởi đồ à, anh hỏi, cười tâu tuét cũng là một ý hay, cô tóm tay anh và kéo nó lên ngực mình lần nữa, trả núm vú lên các ngón tay anh. Đã hơn 6 tuần rồi, chúng ta không cần phải chờ lời xác nhận chính thức từ Susanna đâu. David rất muốn đồng tình. Thực ra anh đã nghĩ đến nó từ trước rồi kia, nhưng anh không muốn Mia nghĩ rằng tất cả những gì anh quan tâm chỉ là tình dục. Anh nhẹ lòng vì cô đã nêu ra ý tưởng đó trước, và sự cám dỗ bắt đầu gặm nhấm anh. David liếc nhìn đồng hồ đeo tay và thời gian làm anh rên rỉ. Mười phút nữa anh phải tới phòng khám rồi những bệnh nhân đã bắt đầu xếp hàng đầy ngoài cửa phòng khám, sẵn sàng chờ đợi hàng giờ liền để được gặp bác sĩ. Anh ở trong đội phẫu thuật và có lịch mổ trong nửa giờ tới. Anh gần như chỉ đủ thời gian để tới phòng khám, thay đồ và rửa tay. Không có nghĩa là anh cần nhiều hơn 10 giây để đạt cực khoái trong tình trạng hiện nay, nhưng Mia chắc chắn là cần nhiều thời gian hơn thế. Vậy thì tối nay nhé, Mia nói, say mình và cười với anh em sẽ giữ Justin thức nhiều nhất có thể để tối nay con chịu ngủ. Kế hoạch hay đấy, anh đứng dậy và với lấy chìa khóa của mình. Hôm nay em định làm gì? Vài việc lặt vặt thôi. Sáng em sẽ ra chợ trước khi trời nóng quá. Anh cúi xuống hôn Mia, rồi lướt môi lên một bên má mượt như sa tanh của Justin. Chăm sóc mẹ cho chu đáo, con nhé, anh nói với cậu con trai đang ngủ rồi vội vã đi ra cửa. Mia nằm nán lại trên giường thêm vài phút nữa, tận hưởng sự tĩnh lặng yên bề chương 2, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com 10 năm sau En Paso, tách sát điện thoại di động của Mia đổ chuông. Trong một giây cô đã định không trả lời, cô đang mệt muốn chết, chán nản và đầu đau kinh khủng nhiệt độ bên ngoài hơn 41 độ C, và kể cả khi điều hòa nhiệt độ trong xe đang bật hết cỡ, hơi nóng vẫn chiếu qua tấm kính chắn gió để thiêu đốt hai cánh tay cô. Hình ảnh khuôn mặt bầm dập của Tierra Alverson và đôi mắt xanh vô hồn của cô bé 14 tuổi vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cô. Đêm nay cô sẽ mơ thấy tiếng khóc thổn thức của Regina Alvia khi chị nghe tin cô con gái nhỏ của mình không bao giờ về nhà được nữa đôi khi đội tìm kiếm thành công, nhưng đôi khi họ đến quá trễ. Hôm nay họ đã quá trễ. Lúc này Mia không hề muốn gánh thêm rắc rối của người nào khác, cô đã có đủ rắc rối của chính mình. Nhưng cô không bao giờ biết người gọi đến có thể là ai hay tại sao họ lại gọi, và rốt cuộc chính cô đã tự biến việc tìm kiếm con người thành cuộc thập tự trinh của cá nhân mình vì thế cô mở mắt ra chỉ vừa đủ để tìm nút bấm, rồi ngay lập tức nhắm mắt lại để tránh ánh mặt trời gay gắt buổi xế chiều. Alo, Senor, một, bùn phải không? Một giọng thổ âm nặng trịch trong loa lấp đầy khoang xe xe vi. Mia không nhận ra giọng đó, mỗi cô nói chuyện với quá nhiều người tới nỗi chẳng phân biệt được ai là ai. Mặc dù vậy đây chắn là công việc bởi vì chỉ khi liên quan đến đội tìm kiếm cô mới được gọi là Mirabon. Sau khi ly dị, cô đã lấy lại tên thời con gái của mình là Ách. Nhưng mọi người đã gắn cái tên Bun với mục đích truy tìm trẻ con mất tích tới nỗi cô buộc phải dùng nó khi quảng bá và trong bất kỳ chuyện gì liên quan tới đội tìm kiếm. Một, nghĩa là bà hoặc cô trong tiếng Tây Ban Nha. Vâng, tôi đây. Đêm nay có một cuộc hẹn tại Guadalupe, lúc 10 rưỡi. Đằng sau nhà thờ, hẹn gì cơ, cô bắt đầu hỏi, nhưng giọng nói đã cắt ngang. Diaz sẽ có mặt, điện thoại im bạt, Mia bật dậy, cơn đau đầu bị lãng quên khi chất adrenaline trào lên trong cơ thể cô. Cô tắt điện thoại và ngồi phỗng như tượng, những ý nghĩ quay cuồng. Guadalupe nào mới được? Brian Qiu Sách nói từ ghế lái, gần như tức tối vì cậu ta đã nghe hết, hẳn phải là chỗ gần nhất, nếu không thì họ đã chẳng gọi. Có tới vài địa danh Guadalupe ở Mexico, dân số có chỗ lên tới 50.000, có Guadalupe chỉ chứa vài trăm nhân mạng. Guadalupe gần với biên giới nhất chỉ là một cái làng. Vớ vẩn, Brian Qiu Sách nói. Chuyện vớ vẩn không phải chuyện đùa đâu, lúc đó đã hơn 6 giờ, chẳng có ai ở văn phòng giờ này để hỗ trợ cho họ cả. Cô có thể triệu tập mọi người, nhưng không còn thời gian để lãng phí nữa. Nếu cuộc họp diễn ra lúc 10 rưỡi thì họ cần phải vào vị trí từ trước đó ít nhất 1 giờ. Guadalupe cách El Paso và Juarez khoảng 50 dặm. Với giao thông như thế này, họ sẽ phải mất từ 45 phút tới 1 giờ mới đến được biên giới sẽ bớt lằng nhằng hơn nếu họ đỗ chiếc suv lại đi bộ qua cầu vào mexico và sử dụng phương tiện di chuyển tại đó còn hơn là phải mấy thứ thủ tục giấy tờ để lái xe qua nhưng nó chỉ bớt lằng nhằng thôi không phải là không lằng nhằng trong lúc cấp bách bất kỳ rắc rối nào cũng có thể quyết định thành công và thất bại cả hai đều mang hộ chiếu và visa du lịch được phép ra vào Mexico nhiều lần, đó là giấy tờ bắt buộc lúc nào cũng phải có trong người, bởi vì họ không biết khi nào sẽ bị gọi qua biên giới. Dù vậy, đó là tất cả những gì họ có, cộng thêm cặp ống nhòm đêm mà họ đã dùng để tìm kiếm cậu bé Dylan Peterson, một trường hợp thành công, tạ ơn Chúa. Đang được bọc trong túi vải trong khi lao đi tìm kiếm Tierra Alverson ngay họ sẽ phải dùng tạm những thứ ấy bởi vì không đời nào cô bỏ qua cơ hội tóm được gã diaz này diaz gã đàn ông lẩn lút y như làn khói trong một nổi gió nhưng có lẽ lần này họ sẽ gặp may chúng ta không có thời gian để lấy vũ khí brian nói đều đều khi cậu ta thấy một khoảng trống và lái chiếc suv to lớn vượt lên trên chiếc toyota nhỏ màu trắng có những vệt bùn lớn trên cánh cửa chúng ta phải khẩn trương thôi Họ không bao giờ mạo hiểm mang lậu vũ khí qua biên giới, thay vào đó họ sắp xếp để mua vũ khí khi đã qua bên kia. Cô cố gọi Joan Westford, hy vọng gặp được người phó của mình ở nhà, nhưng chỉ thấy máy trả lời tự động. Mia để lại cho dâu một tin nhắn báo sơ nơi họ đang đến và lý do. Chính cô là người đặt ra nguyên tắc không người nào trong đội tìm kiếm được đi một mình, hoặc đi mà không nói cho ai biết mình đang đi đâu. Sau 2 năm, đây là lần đầu tiên cô có manh mối của Diaz. Tim Mia nện thình thịch trong lồng ngực, có lẽ đây chính là tia hy vọng mà cô tìm kiếm trong 10 năm nay. Vụ bắt cóc Justin nằm trong vòng bí ẩn, chỉ toàn những đồn đoán và nghi ngờ. Không có vụ đòi tiền chuộc nào và hai gã đàn ông đã cướp con khỏi tay cô tại chợ làng nhỏ bé hôm đó đã biến mất nhưng dần già Mia bắt đầu nghe phong thanh tin tức về một gã chột kẻ cô chưa bao giờ tóm được trong các cuộc săn lùng. Rồi, hai năm trước, một phụ nữ đã gợi ý với cô rằng có lẽ gã tên Diat biết về vụ ấy. Trong suốt 25 tháng qua, Mia giáo giết truy tìm hắn như thể chó săn, nhưng cô chẳng thu được gì ngoại trừ những lời đồn đại điên rồ một ông già đã cảnh báo cô nên bỏ cuộc đi, vì tìm Diat tức là tìm tới cái chết tốt hơn hết hãy tránh xa hắn ta. Diat biết tin tức, hay cũng có thể đứng đằng sau, trong rất nhiều vụ mất tích. Cô còn nghe nói Diat chính là gã trột. Không, không đúng, gã trột việc cho Diat. Hoặc Diat đã giết gã trột vì vô tình bắt lầm một đứa bé Mỹ và gây ra cả đống rắc rối. Mia đã nghe tất cả những câu chuyện đó, và nhiều hơn nữa người ta có vẻ sợ khi nói về hắn, nhưng cô vẫn hỏi dò và chờ đợi nào đó rốt cuộc sẽ có câu trả lời. Thậm chí sau từng ấy thời gian, cô vẫn chẳng hề biết hắn là ai hay hắn là hạng người như thế nào, chỉ biết rằng bằng cách nào đó hắn liên quan tới vụ bắt cóc con cô. Có lẽ kẻ nào đó đang muốn răng bẫy để bắt Diaz, đột nhiên Brian nhận xét. Tôi biết, không có lý do nào khác cho cuộc gọi đó, và việc này Mia lo lắng nếu mọi chuyện xấu đi, chúng ta chỉ việc ở nguyên một chỗ và ẩn nấp, cô nói. Nhưng nếu hắn ta chính là kẻ chị đang tìm kiếm bấy lâu nay thì sao? Mia nhắm mắt lại, không thể trả lời. Họ sẽ tránh xa mọi rắc rối phát sinh, nhưng lỡ Diaz đúng là gã chột đã bắt cóc Justin thì sao? Cô không biết liệu mình có thể kiểm soát được cơn giận dữ đang sôi sục trong người như thể một ngọn núi lửa ẩn mình hay không? Cô không thể giết hắn ngay, kể cả khi hắn chính là gã ấy, cô vẫn cần nói chuyện với hắn để tìm ra hắn đã gì con cô. Nhưng trời ơi, cô muốn giết hắn sao? Cô muốn xé toạc hắn ra y như cách hắn đã lòng cô tan nát. Vì không có câu trả lời, Mia tập trung vào hiện tại. Cô có thể được việc đó, cô đã gắng gượng trong 10 năm qua bằng cách chỉ tập trung vào những việc cô phải ngay lúc này cô và brian đều đã mệt lả và đói ngấu mà họ còn phải trải qua cả một đêm dài trước mặt cô bèn lục trong trồng kẹo payday và bóc cho mỗi người một thanh họ đã từng tới guadalupe nhưng cô vẫn dò dẫm tìm trong hộp bản đồ cho tới khi tìm thấy tấm bản đồ thị trấn ấy và nghiên cứu địa hình ở đó có bao nhiêu nhà thờ ở guadalupe nhỉ tôi không thể nhớ được cầu chúa là chỉ có một cái, vì gã này còn chẳng thèm cho chúng ta tên nhà thờ nữa. Cho tôi một thanh lai saver nữa đi. Mia lấy điện chạy ra và gọi cho Benito, mối liên lạc của họ ở Juarez. Benito là tay cung cấp xe rất cừ, bất kể khi nào họ cần tới, và tất nhiên không phải là loại xe ưa nhìn của các hãng cho thuê benito là chuyên gia với những chiếc bán tải te tua ọp ẹp không ai chú ý và chắn cũng chẳng bị phá hoại nếu có vứt nó chỏng chờ ở trên đường đó là vì chúng chẳng còn gì để phá hỏng cả chúng trơ khốc thực sự chẳng đáng ăn cáp nhưng chúng còn chạy được và luôn đầy áp sang giấy tờ cũng luôn hợp lệ phòng trường hợp họ bị cảnh sát chạm mua vũ khí thì mạo hiểm hơn mexico có những luật rất khắt khe về vũ khí nhưng thế không có nghĩa là vũ khí bị cấm tiệt, chỉ là nếu bị bắt quả tăng mang súng, họ sẽ gặp rắc rối to. Mia không thích phạm luật, nhưng khi phải đương đầu với những con rắn đội lốt người, thì phải chuẩn bị sẵn sàng. Cô bấm số một tay cung cấp vũ khí bất hợp pháp và đặt hàng. Cô không bao giờ biết chính xác người ta sẽ mang tới thứ gì, nhưng cô muốn một khẩu tự động 22 ly rẻ tiền, vì họ sẽ vứt nó khi trở lại Mỹ đúng như cô tiên liệu, lúc 7 rưỡi tối họ mới đỗ chiếc SUV lại, đi bộ qua cầu và thủ tục giấy tờ. Benito đang kiên nhẫn chờ với một chiếc xe tải không thể sập sệ hơn, một chiếc pho cũ với phần dỉ xét nhiều hơn cả phần có sơn. Không có cửa chặn sau xe, cửa hành khách được buộc dây cho đóng lại mà rất có thể là để giữ cho nó còn dính vào thân xe và kính chắn gió được gắn bằng băng dính. Thực sự là bằng băng dính dù đang vội, cả Mia lẫn Brian đều phải dừng lại và chớp mắt trước cái vật vô thừa nhận này. Lần này anh đã tạo ra cả một tiệt tác đấy, Benito, Brian kính nể nhận xét. Benito cười tâu tuét lộ ra một chiếc răng đã bị gãy trống hóa. Anh ta thấp nhưng săn, tuổi từ 40 tới 70, và là người hay cười nhất mà Mia từng gặp. Tôi đã thử rồi, anh ta nói bằng giọng đặc New York. Benito được sinh ra ở Mexico nhưng cha mẹ đã đưa anh ta vượt biên từ khi còn rất nhỏ, và anh ta chỉ có vài mảnh ký ức mơ hồ về nơi mình sinh ra. Sau đó anh ta trở về cội nguồn Mexico và ổn định cuộc sống, nhưng vẫn không thể rũ bỏ trọng âm New York. Còi không hoạt động đâu, và nếu đèn pha không sáng lúc cậu kéo thì hãy ấn vào thật mạnh rồi từ từ nhẹ nhàng thả ra lần nữa. Cậu phải đưa cái nút vào đúng vị trí thì mới được. Cái này có động cơ không, hay bọn tôi phải đẩy nó đi bằng chân?" Mia hỏi, ngó vào bên trong. Cô chỉ đùa một phần, bởi vì một phần sàn xe đã bị thủng và cô có thể trông thấy cả nền đất. "Nào, động cơ là cả một công trình nghệ thuật đấy." Nó kêu nhẹ như mèo và mạnh hơn cô tưởng nhiều. Lúc cần là hữu dụng lắm. Anh ta không bao giờ đặt câu hỏi về nơi họ sắp đến hay việc họ sắp, nhưng anh ta biết đội tìm kiếm gì. Mia mở cửa bên ghế lái rồi trèo vào trong, thận trọng bỏ qua ghế và tránh cái lỗ trên sàn xe. Brian đưa cho cô chiếc cặp chứa hai chiếc ống nhòm, một cái chan màu xanh sẫm cùng hai chai nước, và cô cẩn thận cất mọi thứ trong khi cậu ta trượt vào phía sau tay lái. Chiếc xe tải cũ tới mức chẳng có lấy một giây đai an toàn nào, nếu cảnh sát giao thông chặn lại chắn họ sẽ phải trả tiền phạt. Tuy nhiên, đúng như Benito đã hứa, động cơ khởi động ngay từ lần xoay chìa khóa đầu tiên. Brian lái xe qua những con phố đông đúc của Juarez rồi dừng lại trước một pharmacia tiệm thuốc. Mia chở ở trong xe trong khi cậu ta đi vào gặp mối liên lạc của họ, một người phụ nữ chỉ biết tên là Chela. Chị ta có vẻ ngoài rất dễ nhận, ăn mặc gọn gàng và chặt tứ tuần. Chị ta đưa cho Brian một cái túi mua hàng hiệu Sanbom, Brian đưa lại cho chị ta ít tiền khéo đến nỗi không ai biết một giao dịch vừa diễn ra, rồi cậu ta trở vào trong xe tải và họ lên đường tới Guadalupe, lúc đó trời đã tối và Brian vật lộn với cái nút bật đèn pha cho đến khi chúng sáng lên. Bất kỳ ai cũng không nên lái xe ở Mexico trong đêm đó không chỉ là lúc diễn ra các vụ cướp trên đường cao tốc mà còn là thời điểm hơi ấm trên vỉa hè lôi kéo bọn xúc vật tới gần đường lộ. Đâm phải một con ngựa hay một con bò chẳng hay ho chút nào, cả với xe lẫn thú. Còn những cái hố và các rủi ro khác rất khó nhìn trong đêm. Và để cho việc lái xe thêm phần mạo hiểm, người Mexico đôi khi còn cố tình lái xe trong đêm mà không bật đèn pha. Brian rất thích lái xe ở Mexico. Cậu ta vẫn còn khá trẻ, mới 25 nên thích đem tầm nhìn ban đêm và phản xạ của mình ra thi thố với bất kể thứ gì đang chờ ở trên đường. Cậu ta vững vàng như một tảng đá và chẳng biết đến nghĩa của từ hoảng loạn, vì thế Mia yên lòng để việc lái xe cho cậu ta, trong khi cô bám cứng lấy chỗ ngồi và cầu nguyện. Khi họ tới được Guadalupe thì cũng đã gần 10 giờ, sát giờ hẹn một cách đáng ngại. Đó là một ngôi làng nhỏ khoảng 400 dân, có một con phố chính với các cửa hiệu san sát, một quán rượu thường thấy và một loạt các tòa nhà khác. Con đường đã xuống cấp tới mức gần như chỉ toàn đất và sỏi, mặc dù vẫn còn vài mảng vỉa hè. Họ lái xe xuống phố chính, thấy rằng ở đây chỉ có một nhà thờ, đằng sau nó là một nghĩa trang chen chúc những cây thập tự và bia mộ. Mia không quan sát được nhiều trong lúc xe lướt qua, cô không biết liệu có con đường nhỏ nào giữa nhà thờ và Nghĩa Trang hay không, mặc dù hẳn phải có chỗ nào đó để đậu xe. Chẳng có chỗ nào để đỗ xe cả, Brian cầu nhau, và cô hướng sự chú ý trở lại đường phố. Cậu ta nói đúng, chỗ đỗ xe thì có, nhưng lại chẳng có nơi nào không gây sự chú ý của những kẻ không thích bị rình mò. Phải lộn ngược lại chỗ quán rượu thôi, cô nói có vài chiếc xe con và xe tải đỗ ở đó đủ để ngụy trang cho chiếc xe của họ brian gật đầu và tiếp tục lái qua nhà thờ giữ tốc độ ổn định và chậm rãi cậu ta sẽ phải ở chỗ tiếp theo vào một con đường hẹp khi đến ngã tư cậu ta sẽ phải tiếp rồi đi ngược trở lại quán rượu đỗ chiếc xe tải giữa một chiếc Chevrolet Monte Carlo đời 1978 và một chiếc Volkswagen Beetle kiểu cổ, họ chờ đợi và quan sát mọi người trên phố. Âm thanh huyên náo vọng ra từ trong quán rượu, nhưng cử động duy nhất mà họ nhìn thấy chỉ là của một chú chó tò mò hít người quanh cửa ra vào. Hai người trườn ra khỏi xe và nhanh chóng hòa vào bóng tối con chó nhìn về hướng họ và sủa một tiếng thăm dò, chờ một lát xem họ có phản ứng gì không, rồi quay lại nhiệm vụ tìm và ăn. Họ không chạy hay lẩn lút từ nhà này sang nhà khác vì như thế sẽ thu hút sự chú ý, mà đi từng bước quả quyết nhưng không vội vã. Tin xấu là chưa đầy 15 phút nữa đã tới giờ hẹn. Tin tốt là ở Mexico chỉ có khách du lịch mới đến đúng giờ, vì ở đây sự đúng giờ được coi là một hành xử tối. Điều đó không có nghĩa là nhà thờ không bị theo dõi, nhưng nó giúp họ có nhiều cơ may tới được nơi trú ẩn mà không bị ai nhìn thấy. Cách nhà thờ 75 thước, họ rời khỏi phố chính và lùi xuống một con ngõ nhỏ xíu dẫn thẳng ra rìa Nghĩa Trang. Kế hoạch là gì? Brian vừa thì thảo vừa nhét một trong hai khẩu súng vào trong túi áo, rồi lấy ra một ống nhòm ban đêm. Chúng ta nhảy bổ vào chúng, tìm xem tên nào là Diaz rồi bắt hắn đi thẩm về, không đơn giản thế đâu, Mia nói cộc lốc. Brian còn trẻ, to lớn, khỏe mạnh và tràn đầy testosterone, hai từ trước tới nay cậu ta có thể xử lý mọi chuyện xảy ra trong đời. Nhưng chỉ từ trước tới nay thôi, cô biết rõ hơn cậu ta rằng xảy một ly đi một dặm nhanh như thế nào. Chúng ta sẽ thế nếu chỉ có hai gã, nhưng nếu nhiều hơn thì không? hai, tiết tố sinh dục nam đem lại hưng phấn và cảm giác hăng máu. kể cả khi chỉ có ba, đúng, nếu chỉ có hai gã đàn ông, cô và Brian có thể chúng bất ngờ và áp đảo cả hai. Mia không ngán phải chĩa súng vào cả hai trong lúc thẩm vấn Diaz. nhưng nếu có nhiều hơn hai, cô không ngu ngốc cũng không muốn tự sát và chắn sẽ không mạo hiểm mạng sống của Brian có thể cô phải mất thêm 2 năm nữa mới có cơ hội nói chuyện với Diaz, nhưng thế còn tốt hơn là phải chôn cất ai đó. Cậu có thể tìm đường đi vòng qua phía kia của Nghĩa Trang không? Chuyện nhỏ như con thỏ, Brian không chỉ gia nhập quân đội ngay khi học xong trung học mà còn là cao bồi miền đông Texas, lớn lên cùng việc lùng sục khắp rừng trong lúc săn nai. Vậy thì chọn một chỗ cậu có thể bao quát toàn bộ phía sau nhà thờ, tôi sẽ quan sát phía bên này nhớ lấy, nếu chúng có nhiều hơn hai, chúng ta chỉ theo dõi thôi. Hiểu rồi, nhưng nếu chỉ có hai, tín hiệu tiếp cận là gì? Mia do dự, họ thường dùng radio, nhưng đúng lúc này họ lại chẳng có nhiều thiết bị. Đúng ba phút sau khi hai gã đó xuất hiện và bắt đầu nói, chúng ta di chuyển. Nếu cuộc trao đổi diễn ra nhanh hơn thế, chúng ta sẽ di chuyển khi chúng rời đi. Nếu chúng cảm thấy không an toàn khi gặp nhau ở đây thì 3 phút đủ để chúng an tâm, cô hy vọng thế. Đây không phải là phương pháp tốt nhất để hành động đồng thời, nhưng là cách tốt nhất cô nghĩ ra được trong tình huống này. Chỉ có Chúa mới biết họ sẽ phải chờ bao lâu. Brian khuất dạng trong bóng tối còn Mia di chuyển theo hướng ngược lại chọn chỗ nấp sau một bia mộ cao cô dùng ống nhòm ban đêm để nhìn xung quanh nhưng không trông thấy ai lẩn lút quanh nhà thờ cũng không thấy ai đang trốn đằng sau tấm bia khác như cô tuy nhiên cô vẫn chờ vài phút và quét mắt khắp khu vực một lần nữa vẫn không có gì cô cẩn trọng di chuyển tới một bia mộ khác phần này của bang chihuahua là hoang mạc chỉ toàn xương rồng và cây bụi vì thế chẳng có cỏ để êm bước chân cô Mia quỳ một chân xuống. Một viên đá chọc vào chân cô, cô nhăn nhó nhưng cố nén và không tạo ra cử động đột ngột nào, chỉ cẩn thận đổi vị trí. Có cái gì đó bỏ qua bàn tay cô. Nó nhỏ tí như một con kiến hay con ruồi. Một lần nữa Mia kiểm soát sự nao núng của mình, nhưng ra cô cứ dâm ran và cô phải cố lắm mới không thét lên và gạc phăng con bọ đó đi. Cô ghét côn trùng. Cô ghét bị bẩn. Cô ghét bò toài trên mặt đất, ké sát mặt xuống đất đá lẫn đám bọ. Dù thế cô vẫn, và đã luyện cách lờ chúng đi. Việc cô đang rất nguy hiểm, Mia biết điều đó, và tim cô bắt đầu nện thình thịch, nhưng cả việc ấy cô cũng đã học cách lờ đi. Mia nhặt viên đá vừa chọc vào đầu gối mình lên, những ngón tay cô trượt qua một mặt phẳng nhẵn nhụi hình tam giác, giống kiểu một cái kim tự tháp. Hừm, khá thú vị đây cô tự động nhét nó vào túi quần bò cô đã bắt đầu nhặt đá từ nhiều năm nay và luôn để ý tìm những viên nhãn thín hay có hình dạng kỳ lạ cô đã có một bộ siêu tập khá lớn ở nhà những cậu nhỏ đều thích đá có phải không nhỉ sau khi quan sát nghĩa trang và khu vực lân cận một lần nữa cô lom khom đứng dậy đi về bên phải rồi lại tới một bia mộ khác chầm chậm tiến vào vị trí của mình che tay trên mặt đồng hồ cô bấm vào nút bật sáng 10 giờ 39. Hoặc thông tin của kẻ gọi tới là giả, hoặc người ta chẳng vội vã gì đi tới nơi đây. Cô hy vọng là vế sau, để cô và Brian không lao vào rắc rối này một cách vô ích không? Không phải là vô ích, sớm muộn gì cô cũng sẽ tìm thấy con trai. Cô chỉ cần tiếp tục lao theo mọi đầu mối. Mia đã việc đó suốt 10 năm nay và cô sẽ việc đó thêm 10 năm nữa nếu cần hoặc là 20 năm nữa. Sao cô có thể từ bỏ đứa con trai nhỏ của mình cơ chứ? Trong nhiều năm qua Mia đã cố mường tượng Justin thích gì, sở thích ấy sẽ thay đổi như thế nào khi thằng bé lớn lên, và cô mua những đồ chơi mà cô nghĩ nó sẽ thích. Nó có thích bóng và xe tải không nhỉ? Nó có phì phì tiếng ô tô khi bỏ quanh không? Khi nó lên ba, cô tưởng tượng nó ngồi trên xe ba bánh lên 4, nó sẽ đi nhặt đá, run và những thứ tương tự rồi nhét vào trong túi áo. Cô đầu hàng món run, nhưng đá thì cô có thể nhặt đá chứ. Vậy là cô bắt đầu thu thập chúng. Khi Justin 6 tuổi, cô tự hỏi nó đang học chơi bóng đá hay là bóng chày mini ba. Có thể ở tuổi này nó vẫn còn thích đá. Nhưng để ăn, cô mua cả một quả bóng chày và một chiếc gậy nhỏ. 3T ba ban môn thể thao mô phỏng bóng chày, dạy cho trẻ em các kỹ năng cơ bản của bóng chày. Khi nó 8 tuổi, cô tưởng tượng ra nó với những chiếc răng khôn đã mọc vẫn còn quá lớn so với mặt nó và má nó đã mất đi vẻ bầu bĩnh của trẻ con. Mấy tuổi thì trẻ con bắt đầu chơi ở giải Little League nhỉ? Chán giờ nó đã có gậy và găng của riêng mình rồi và có lẽ ai đó đã dạy nó cách lia một viên đá phẳng trên mặt nước. Cô bắt đầu tìm kiếm những viên đá nhẵn, phẳng, để có thể đưa cho thằng bé khi có dịp. Giờ thằng bé đã 10 tuổi, có lẽ đã quá tuổi chơi ném thia lia. Nó sẽ có một chiếc xe đạp 10 tốc độ mỗi năm một nấc, cô nghĩ. Chán nó đã đủ tuổi để chơi giải Little league. Có thể nó thích máy tính, và có khi nó còn có một bể cá kiểng nữa có thể nó sẽ thả vài viên đá xinh đẹp vào trong bể. Cô đã ngừng mua đồ chơi, và mặc dù cô có một chiếc máy tính, nhưng cô không mua xe đạp hay bể cá. Bọn cá sẽ chết mất vì cô không ở nhà thường xuyên để cho chúng ăn. Quay hàm xiết lại, Mia nhìn chằm chằm vào nghĩa trang tối đen. Cô không thể để mình nghĩ tới khả năng thằng bé đã chết, hẳn là nó sống một cuộc đời bình thường, hạnh phúc rằng nó đã được những người yêu thương nó tìm thấy mua lại hay nhận nuôi và họ đang chăm sóc nó rất tốt. Có quá nhiều đứa trẻ bị bắt cóc đã chết. Chúng bị nhét vào thùng xe để đưa lậu qua biên giới, và nếu cái nóng có giết chết 8 trên 10 đứa đi nữa thì cũng chẳng sao, hai đứa còn lại có thể đem bán lấy 10, 20 ngàn đô la mỗi đứa. Thậm chí nhiều hơn, tùy chuộc vào người muốn đứa trẻ và họ có thể trả bao nhiêu. Cục điều tra liên bang FBI đã cố an ủi Mia rằng Justin sẽ được chăm sóc đặc biệt vì nó có tóc vàng mắt xanh, và do đó sẽ đáng giá hơn. Kỳ lạ thay, đó đúng là một sự an ủi, mặc dù trái tim cô đau xót cho những đứa trẻ gốc Mỹ Latin không được nhận sự chăm sóc đặc biệt đó bởi chúng da màu. Nhưng lỡ như lỡ như thằng bé nằm trong số những đứa trẻ không may mắn. Liệu những tên khốn nạn kia có thèm tốn thời giờ đi chôn xác những nạn nhân tí hon của chúng hay không? Hay chúng chỉ việc ném bọn trẻ vào một cái hố ở đâu đó, mồi cho? Không, Mia không thể nghĩ tới đó. Cô không thể để cho những ý nghĩ u ám đeo đẳng trong đầu. Nếu thế cô sẽ mất kiểm soát điều cô tuyệt đối không thể ngay lúc này. Nếu thông tin là chính xác và ai đó thực sự sắp xuất hiện ở nơi gặp gỡ bí mật này thì cô phải sẵn sàng. Kim phút trên đồng hồ của cô chậm chạp quay. Kim giờ chỉ tới số 11 rồi vượt qua. Cuối cùng, lúc 11 giờ 35, cô nghe thấy tiếng động cơ ô tô. Mia lập tức cảnh giác, mặc dù cô biết rằng đó có thể chỉ là một nông dân đang đi từ quán rượu về nhà. Cô căng mắt ra quan sát, nhưng không có ánh đèn pha nào, chỉ có tiếng động cơ một lại gần. Hình dáng tối thui của chiếc xe xuất hiện ở góc xa phía sau nhà thờ và từ từ dừng lại khi đi được một phần ba quãng đường. Mia hít một hơi thật sâu, cố kiểm soát nhịp tim thình thịch của mình. Hầu hết mọi vụ chỉ điểm chẳng mang lại gì ngoài một cuộc rượt đuổi hú họa, nhưng lần này đích đến đã thực sự trong tầm tay. Chỉ cần chút may mắn, cô sẽ tóm bằng được Dias. Chương 3, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Nhờ chiếc ống nhòm, Mia có thể nhìn thấy hai gã đàn ông trong xe, và tim cô trùng xuống. Rõ ràng là còn những gã khác sẽ gia nhập với bọn chúng, trừ khi cuộc gặp chỉ có hai gã đàn ông ngồi trong xe mà nói chuyện với nhau, việc này thì cô cực kỳ nghi ngờ. Cô quan sát bọn chúng qua ánh sáng xanh kỳ dị của ống nhòm, nhưng chúng vẫn ngồi trong xe và cô không thể nhìn rõ nét mặt tên nào. Cô hy vọng Brian cũng suy luận như cô và ở yên một chỗ. Cô đưa mắt tìm kiếm nhưng không trông thấy cậu ta. Bất kể đang trốn ở đâu, cậu ta cũng đã rất tốt. Hẳn cậu ta cũng nghĩ như cô, rằng còn những kẻ nữa sắp đến. Gần 10 phút sau, cô nghe thấy tiếng một chiếc xe khác. Nó phóng vượt qua nhà thờ một chút rồi lùi lại con đường hẹp để đỗ trái chiều với chiếc kia. Hai gã đàn ông ra khỏi chiếc xe thứ hai cửa xe thứ nhất mở ra và những gã trong đó cũng ra ngoài. Mia chiếu ống nhòm vào những gã mới đến khi chúng tiến lại, đối mặt với cô. Gã lái xe là một tay lai thổ dân cao, gầy nhằng, mái tóc đen để dài và buộc thành túm đằng sau. Gã đi cùng có phần thấp hơn nhưng lực lưỡng hơn. Ngay giây phút nhìn thấy hắn, máu cô đông lại. Suốt 10 năm qua cô đã săn lùng thằng khốn ấy cái Justin bị cướp đi gần như chỉ còn là một nỗi kinh hoàng mờ mịt trong đầu cô, và ký ức về những sau đó, khi cô vật lộn dành cuộc sống trong cái phòng khám bé tí ở vùng thôn quê ấy. Cũng hầu như tan biến, nhưng lạ lùng thay, đôi khi thời gian như bị đóng băng, và cô vẫn giữ được vài ký ức hoàn hảo, lắng động về cuộc tấn công, đặc biệt là khuôn mặt của gã đàn ông đã giật Justin khỏi vòng tay cô. Đến giờ cô có thể không còn nhận ra đứa con trai bé nhỏ nữa, nhưng gã đàn ông đã cướp nó. Cô có thể nhận ra hắn ở bất kỳ đâu. Cô vẫn nhớ rõ ràng cảm giác nhãn cầu của hắn nổ bụp trong bàn tay cao cấu của cô, nhớ rõ những vết rách be bét máu cô đã để lại trên má trái của hắn. Cô đã gây thương tê cho hắn, đánh dấu hắn và cô vui mừng một cách độc địa. Bất kể tên khốn kiếp ấy có già đi bao nhiêu, cô vẫn luôn nhận ra hắn, không lẫn vào đâu được. Và giờ, sau 10 năm, hắn đang bước thẳng về phía cô. Trong mắt bên trái của hắn trống hoác, mí mắt đầy sẹo và nhăn nhúm. Hai vết sẹo dài chạy dọc mặt hắn. Chính là hắn, Mia gần như không thở nổi. Phổi cô đau nhói, cổ họng cô bỏng rát, mắt cô mờ đi vì căm giận đừng hành động nếu chúng có hơn hai người, cô đã bảo Brian thế. Brian rất thông minh, cậu ta thừa biết là hai người bọn họ không thể xử lý được bốn người bọn chúng, trong khi rất có thể cả bốn tên đều mang vũ khí. Nhưng tên khốn nạn đang ở đó, ngay trước mắt cô. Mia đã biết chuyện này có thể xảy ra, thế nhưng phản ứng của cô quá mãnh liệt, nó cô gần như mụ mị một làn xương đỏ răng trước mắt cô, những tiếng gào rú vang vọng điên cuồng trong tai cô. Các cơ bắp của cô run lên bần bật. Cô muốn xé toạc hắn bằng tay không? Một phần nhỏ trong đầu cô biết việc đó là điên rồ, nhưng tay cô hình như không còn thuộc về cô nữa. Nó bắt đầu thò vào trong túi lấy khẩu súng, và cô bắt đầu nhổm dậy. Nhưng, Mia thậm chí không nhấc được đầu gối lên có cái gì đó cứng và nặng đập vào giữa lưng cô rồi ấn cô xuống mặt đất vô hiệu hóa mọi cử động mọi việc xảy ra cùng một lúc quá nhanh đến nỗi cô không có thời gian phản ứng chân cô bị đè chặt một bàn tay chèn qua miệng cô và giật đầu cô ngửa ra sau một cánh tay cứng như thép khóa quanh họng cô chỉ trong tích tắc cô đã bị khóa cứng cử động hoặc gây tiếng ồn tôi sẽ bẻ cổ cô giọng nói lạnh lùng và hăm dọa, những từ ngữ thốt ra khẽ tới mức Mia gần như không nghe thấy, nhưng cô hoàn toàn hiểu cô cố gắng suy nghĩ trong lúc quay cuồng. Đấy có phải là một trinh sát được cử đến trước để đảm bảo nơi hẹn không bị theo dõi không? Nếu đúng thì hắn cũng đã trông thấy Brian, và theo lẽ thường thì hắn sẽ khử Brian trước. Có lẽ hắn đã chết rồi. Có lẽ Brian đang nằm chết ở đầu bên kia nghĩa trang, bị cứa họng hoặc bẻ gãy cổ nhưng nếu đây là gã trinh sát thì tại sao hắn lại bảo cô không được gây ồn? Hắn không thể cùng hội với bốn gã kia. Bất kể hắn quan tâm gì đến cuộc gặp mặt này, hắn cũng ở đây vì lý do riêng. Vì thế có lẽ Brian vẫn còn sống, và có thể, nếu cô yên lặng, cô cũng sẽ thoát được với cần cổ nguyên vẹn. Mia không thở nổi, mắt cô mờ đi, cố gắng gượng hít được một hơi ngắn, cánh tay quanh cổ họng cô thả lỏng chút xíu đủ để cho cô hớp một bụng không khí đầu bị giật ngược ra sau nên cô chỉ có thể thoáng trông thấy bốn gã đàn ông qua khóe mát chúng đã mở hai cốp xe và giờ hai gã đang kéo cái gì đó ra khỏi chiếc xe thứ hai rồi chuyển nó tới cốp xe kia viên đá trong túi quần cô đang cọ vào điểm nhạy cảm chỗ bẹn ngực cô bị ấn phẳng lì trên nền đất còn xương sống cô bị vặn cong tới phát đau chẳng có chút mềm mại hay thương xót nào nơi gã đàn ông đang đè cô xuống, hắn ta cứ như một tảng thép vậy. Một bên mặt hắn ép vào đầu cô, nhưng mặc dù cô có thể cảm nhận ngực hắn đang phập phồng thở những hơi ngắn, đều đặn, tên khốn này không mảy may hụt hơi hay lo lắng. Không hề có làn hơi nào phả vào da cô khi hắn thở ra. Cảm giác thật dùng mình, cứ như hắn ta không hẳn là người vậy. Hắn không chú ý mấy tới cô. Giờ khi đã khống chế được cô, hắn hoàn toàn tập trung vào bốn gã đàn ông đằng sau nhà thờ. Sau khi hoàn thành xong giao dịch, bốn gã trở vào trong xe. Kẻ bắt cóc Justin đang bỏ đi. Mất 10 năm cô mới tìm được hắn, vậy mà giờ hắn đang đi mất. Mia đẩy người lên chống lại gã đàn ông đang giữ cô, toàn bộ cơ thể căng lên chống cự, nhưng hắn càng siết chặt cổ họng cô hơn nữa. Khi tầm nhìn lại mờ đi, cô buông xuôi bất lực, một tiếng nấc dâng lên trong ngực. Ở vị trí này, cô vô dụng chẳng khác nào một con rùa bị lật ngửa. Chiếc xe thứ hai chậm chậm lái đi, rẽ ở góc cua và biến mất. Chiếc đầu tiên bắt đầu đi lùi trên con đường hẹp. Gã đang giữ cô đột nhiên nhổm dậy và lật ngửa cô ra. "Ngủ đi," hắn gầm ghè và những ngón tay hắn ấn mạnh vào gáy cô. Cô cố chiến đấu, nhưng cô đã bị thiếu oxy nghiêm trọng đến mức gần như bất tỉnh. Hắn cúi xuống cô, một thân hình tối đen không rõ hình thù đầy đe dọa, và thế giới trở nên trống rỗng. Sao 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 Mia tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên đầu gối Brian, cậu ta lo lắng vỗ nhẹ vào mặt, vào vai, vào cánh tay cô. Mia, Mia, tỉnh dậy đi, tôi tỉnh rồi, cô lẩm bẩm, lời lẽ rời rạc. Ngủ ngủ ư, chị ngủ gật ư, sự khó tin giọng cậu ta to hơn. Mia cố nhớ lại, nhưng cô cảm thấy như thể mình đang ở dưới nước, mỗi cử động đều phải nỗ lực. Không, một gã, đánh lén tôi. Cái gì? Chết tiệt, Brian ngẩng phát lên và chừng chừng nhìn xung quanh, hẳn bọn chúng có thằng theo dõi mà ta không nhận ra. Cô gượng nhấc mình khỏi đầu gối cậu ta và ngồi dậy. Cả người cô đau nhức như thể vừa bị rộng xuống đất ồ, chờ đã đúng là thế mà. Không, hắn ta không phải đồng bọn của chúng, sao chị biết? Hắn bảo sẽ bẻ gãy cổ tôi nếu tôi phát ra tiếng. Sao hắn ta phải thế, trừ khi? Hắn ta cũng đang theo dõi bọn chúng, Mia nói nốt khi Brian ngưng giữa chừng để cố gắng nắm bắt mọi chuyện. Nhưng sao phải đánh lén chị? Chúng ta cũng chỉ đang theo dõi. Hắn ta có thể ở nguyên tại chỗ và chúng ta sẽ không bao giờ biết, đúng không? Nỗi đau khổ xé toạc người Mia khi cô nhớ lại mình đã ở gần tên khốn bắt cóc sần đến thế nào. Cô nhắm mắt lại, "Tôi sắp sửa một việc ngu ngốc." "Như thế nào? Chị có gì ngu ngốc đâu?" Một trong hai gã ở chiếc xe thứ hai chính là kẻ đã bắt cóc Justin. Brian hít vào một hơi dài, rồi thở ra. Chết tiệt khốn nạn thật cậu ta im lặng một lúc tôi đoán chị sắp lao vào hắn hả bất chấp việc chúng có tới bốn người sự im lặng của cô đủ để trả lời cô lột chiếc mũ lưỡi chai ra và cào tay qua mái tóc săn rối bời tôi luôn mơ đến cháy ruột cháy gan được thấy hắn lần nữa tôi đã nghĩ về việc đó suốt mười năm qua tưởng tượng được tóm sống hắn bằng chính đôi tay mình tôi sẽ bắt hắn phải nôn ra những câu trả lời kể cả khi tôi phải chết và chị sẽ chết cả bốn bọn chúng đều mang đồ trong trường hợp chị không để ý thấy. Cô đã không để ý. Sau khi nhìn thấy khuôn mặt đã ám ảnh những giấc mơ của mình suốt cả thập kỷ qua, cô đã không chú ý đến chuyện gì khác nữa. Rõ ràng gã đàn ông đánh lén cô đồng thời cũng đã cứu mạ Mia rên gì đứng dậy. Cặp ống nhòm lăn cạnh tấm bia liền kề. Tuy nhiên, khẩu súng trong túi cô không còn nữa. Hẳn kẻ tấn công cô đã lấy đi. Cơn đau đầu lúc trước đang trở lại dữ dội hơn, thái dương cô nhoi nhói, và cô cảm thấy hơi buồn nôn. Về nhà thôi, Mia mệt mỏi nói. Cô đã tới quá gần, nhưng chẳng đạt được gì cả. Sự thật cay đắng đắng ngét trong miệng cô. Họ lặng lẽ trở về xe tải khi đi qua quán rượu, cơn giận dữ trong cô lại bốc lên và Mia bốc đồng quay lại, đẩy cánh cửa quán rượu mạnh tới nỗi nó đập đánh sầm vào tường. Những khuôn mặt thô kệch thẳng thốt quay sang cô, mờ mịt trong ánh sáng tối hù của căn phòng nhỏ đầy khói thuốc. Cô không bước vào trong. Thay vào đó cô nói bằng thứ tiếng Tây Ban Nha nhuần nhuyễn. Tên tôi là Mia Ách. Tôi việc cho tổ chức đội tìm kiếm ở El Paso tôi sẽ trả 10.000 đô la Mỹ cho bất kỳ ai có thể nói cho tôi biết cách tìm được Diaz. Phải có đến một triệu Diaz ở Mexico, nhưng dựa vào vẻ mặt đột nhiên căng thẳng của những người đàn ông trong quán rượu, hẳn tất cả bọn họ đều hiểu cô muốn nói ai. Tuyên bố phần thưởng trong một quán rượu nhỏ ở một ngôi làng bé tí có thể sẽ chẳng mang lại kết quả gì, nhưng ít nhất cô cũng cảm thấy như mình đã gì đó kẻ đã hủy hoại cuộc đời cô 10 năm về trước chỉ vừa mới có mặt ở làng này, đằng sau nhà thờ, và Diaz là cái tên duy nhất cô có. Một cú đâm bừa vào đêm tối đôi khi cũng khiến ai đó đổ máu. Phụ nữ không được chào đón trong các quán rượu Mexico, ngoại trừ điếm. Một người đàn ông chuẩn bị đứng lên, và Brian bước lại gần sau lưng cô, khiến bọn họ chú ý tới sự hiện diện đường bệ của anh đi thôi, cậu ta nói, siết chặt cánh tay cô để cô thấy là cậu ta không đùa. Mia trèo vào trong chiếc xe tải xấu xí và Brian vào sau cô. Động cơ khởi động ngay khi cậu ta xoay chìa khóa. Làm thế để làm gì, Brian nóng nảy hỏi. Lúc này cũng bảo bọn tôi là đừng mạo hiểm, vậy mà giờ chị lại bước thẳng vào một quán rượu. Việc ấy chỉ kêu gọi rắc rối thôi. Tôi đâu có vào trong. Cô xoa chán và thở dài cậu nói đúng, tôi xin lỗi, tôi đã không suy nghĩ. Nhìn thấy hắn ta sau bao nhiêu năm như thế, giọng cô khàn đục và cô nuốt nước bọt. Tôi xin lỗi, cô lại nói, nhìn xuyên qua tấm kính chắn gió chẳng chịt băng dính vào trong đêm tối. Móng tay Mia cắm sâu vào lòng bàn tay cô. Mười năm đã trôi qua kể từ khi cô nhìn thấy khuôn mặt ma quỷ ấy. Cô đã hy vọng 10 năm ấy là những năm dài đau khổ cho hắn, mặc dù không đời nào chúng có thể dài và đau khổ như với cô được. Cô đã hy vọng hắn sẽ phải hứng chịu một loại bệnh tật vô phương cứu chữa nào đó và đau đớn khủng khiếp nhưng không chết. Cô không muốn hắn chết. Chưa được, cho đến khi cô có được thông tin từ hắn và tìm thấy Justin. Rồi cô sẽ rất sung sướng tự tay giết hắn hắn đã hủy hoại cô tại sao cô không được tiêu diệt hắn chứ những tháng năm lần lượt trôi qua tâm trí cô giống như đồng hồ đếm ngược mười năm trước justin đã bị cướp khỏi tay cô chín năm trước david ly dị cô cô không thể đổ lỗi cho anh mất một đứa con khiến cha mẹ căng thẳng và khủng hoảng tinh thần tới mức hôn nhân đổ vỡ trong trường hợp của họ david không chỉ mất con anh còn mất luôn cả vợ kể từ lúc hồi tỉnh sau khi bị đâm mỗi ý nghĩ của cô cuộc đời cô đều tập trung vào việc tìm kiếm justin đơn giản là trong cô chẳng còn lại gì cho david nữa tám năm trước trong lúc theo đuổi một đầu mối chẳng cung cấp chút thông tin nào về justin cô đã tìm ra một đứa trẻ bị bắt cóc đứa bé sơ sinh sống giờ chết giờ vào lúc ấy, nhưng vẫn qua khỏi, và Mia được an ủi phần nào khi trông thấy niềm vui sướng tột cùng của bà mẹ trước sự trở về của đứa con. Chính cô đã không có được cái kết có hậu ấy, nhưng có lẽ cô có thể mang tới những cái kết có hậu cho người khác. Bảy năm trước, cô thành lập đội tìm kiếm. Đó là một nhóm gồm vài thành viên được trả lương nhưng hầu hết là tình nguyện viên, họ hành động để săn lù ngứa trẻ bị mất tích. Các sở cảnh sát trên toàn quốc đều thiếu người và thiếu kinh phí, đơn giản là họ không có thời gian hay nhân lực để cống hiến toàn tâm toàn lực cho những vụ như thế này. Sự khác biệt giữa việc tìm thấy một đứa trẻ mất tích đã chết hay còn sống nhiều khi chỉ là vấn đề có bao nhiêu người tham gia vào cuộc tìm kiếm ấy. Mia hành động rất giỏi, nhờ vào tiếng tăm của cô sau vụ bắt cóc Justin, cô cũng rất giỏi gây quỹ nữa. 6 năm trước, David đã tái hôn. Việc đó khiến Mia tổn thương nhiều hơn cô tưởng tượng. Một phần trong cô phẫn nộ vì anh đã xây dựng lại cuộc đời mà không có cô, không có Justin, nhưng phần lớn là cô đau đớn. Cô rất yêu David, cô vẫn còn yêu anh, mặc dù thời gian họ yêu nhau đã kết thúc vào cái Justin bị cướp. David là người đàn ông tốt nhất cô từng biết mỗi người phản ứng với nỗi đau theo cách khác nhau. David thì lao đầu vào công việc cứu những ca bệnh hiểm nghèo, còn Mia vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ tìm kiếm con trai họ. Năm năm trước, đội tìm kiếm nhận vụ tìm người mất tích đầu tiên. Giờ họ không chỉ tìm kiếm trẻ lạc mà còn tìm bất kỳ ai bị mất tích. Nỗi đau của những người ở lại luôn phải tự hỏi chuyện gì đã xảy ra là quá lớn, và cô không thể bỏ mặc. Bốn năm trước, David và vợ mới của anh đã có con, Mia lò âu đến thấp thỏm khi nghe tin ấy. Lỡ như đó là một bé trai, một đứa con trai khác thì sao? Cô biết mình thật nhỏ nhen, nhưng có lẽ cô không thể chịu đựng được nếu như con của David là con trai. Trước niềm vui mừng khôn xiết của cô, họ có một cô con gái. Và Mia tiếp tục đi tìm đứa con của mình. Ba năm trước, trong bữa tiệc mừng Giáng sinh tại nhà bố mẹ cô ở Ohio, anh trai cô, Ross, lỗ mãng bảo cô là đã đến lúc cô nên tiếp tục sống và thôi không để cho một chuyện xảy ra bảy năm trước u ám mọi kỳ sum họp gia đình nữa. Trước sự ghê tởm của cô, chị gái cô, Julia đã tránh ánh mắt cô và không lên tiếng bảo vệ cô. Kể từ đó, Mia chỉ gặp bố mẹ khi các anh chị em của cô không tới các kỳ nghỉ đều rất cô đơn, nhưng cô không thể tha thứ cho sự nhẫn tâm của anh trai mình. Hai năm trước, cô nghe thấy cái tên Diaz lần đầu tiên. Sau 8 năm tìm kiếm vô vọng, cuối cùng đã có một mẩu thông tin có thể liên quan đến Justin. Năm ngoái David và vợ anh có đứa con thứ hai, một đứa con trai. Khi nghe chuyện, Mia đã khóc cho tới lúc kiệt sức mà thiếp đi đêm hôm đó đêm nay, đêm nay cô đã gặp hắn, tên quái vật đã hủy hoại cuộc đời cô. Cô đã ở quá gần, vậy mà rốt cuộc vẫn trắng tay. Nhưng hắn vẫn còn sống. Và giờ nếu biết hắn đang ở khu vực nào, cô sẽ săn lùng hắn đến tận nơi. Cô sẽ săn lùng hắn như một con chó săn, đến chết vẫn không từ. chương 4, nghe chọn bộ tại mê audio.com Hơn 4 rưỡi, Mia Lê bước vào căn hộ của mình cô mệt rã rời và chán nản tới mức không mong muốn gì hơn là ược trèo lên giường và vùi mình dưới chan quá gần cô không thể gạt điệp khúc đó ra khỏi đầu nhiều năm trời cô duy trì hy vọng và quyết tâm mà chẳng có gì bám víu vậy mà giờ đây khi đã thực sự trông thấy tên khốn đó và biết hắn còn sống biết hắn đang ở đâu cô lại chỉ cảm thấy tuyệt vọng vì đã không thể bắt được hắn mình sẽ không để việc đó làm mình nản lòng, Mia nói to, đi vào phòng tắm và lột quần áo bẩn ra. Mình sẽ không thế, đó là cách cô đã vượt qua địa ngục 10 năm qua, đơn giản là cô không chịu đầu hàng. Đôi khi cô cảm thấy mình như những người lính Nhật Bản sau thế chiến thứ hai, vẫn tiếp tục chiến đấu rất lâu sau khi chiến tranh kết thúc bởi vì họ không chịu chấp nhận kết quả của nó chiếc gương trong phòng tắm phản chiếu một khuôn mặt căng thẳng và nhợt nhạt vì kiệt sức, với đôi mắt nâu thâm quầng và đường môi mím chặt. Đêm nay, trông cô già hơn tuổi 33 rất nhiều. Lọn tóc bạc trên mái tóc rối bù của cô nổi rõ hơn dưới ánh đèn neon. Vài ngày sau vụ bắt cóc, một y tá ở phòng khám đã nhận thấy một lọn tóc của cô biến thành màu trắng lọn tóc ấy luôn nổi bật trong những bức hình chụp tại các buổi gây quỹ, một lời nhờ cho tất cả mọi người rằng cô biết quá rõ nỗi đau của những ông bố, bà mẹ mất con. Cô nhớ ra tối mai lại có một buổi gây quỹ khác. Không, tối nay, chỉ vì cô chưa đi ngủ không có nghĩa là ngày mới còn chưa tới. Nhưng sau khi Mia đã tắm, mặc áo ngủ vào rồi buông mình xuống giường, giấc ngủ vẫn không chịu tới. Đêm nay cô đã ở quá gần với kẻ bắt cóc Justin, và suýt chút nữa thì cô đã khiến cả cô và Brian bị giết. Nếu cô lao vào bốn gã kia, súng lăm lăm trong tay, chúng sẽ bắn vào cô và tất nhiên Brian sẽ phải bắn yểm trợ cô. Thật đáng sợ, Brian đã đúng khi thất vọng về cô. Đội tìm kiếm không phải là những kẻ săn mồi, họ không được huấn luyện để lao vào những vụ nổ súng. Các thành viên cốt cán trong đội đều tập bắn súng để biết cách bảo vệ bản thân khi cần thiết, nhưng chỉ có thế. Nhưng vì việc này có dính dáng đến Justin, cô đã mất hoàn toàn lý trí, mọi ý thức cảnh giác. Cô sẽ phải làm tốt hơn thế, nếu không cô sẽ chết mà không bao giờ tìm được con mình. Cuối cùng Mia cũng thiêu thiêu ngủ và cô mơ thấy Justin đó là một giấc mơ quen thuộc cô thường mơ thấy trong vài năm đầu sau khi thằng bé bị bắt cóc nhưng giờ tiềm thức của cô hiếm khi tái diễn nó nữa giấc mơ chỉ rất ngắn ngủi nhưng nó thật đến kinh ngạc cô đang đu đưa thằng bé trong khi nó bú cảm thấy trọng lượng bé nhỏ của nó trên hai cánh tay và hơi ấm của thân thể bé xíu ấy trên người mình cô ngửi thấy mùi trẻ sơ sinh ngọt ngào chạm vào mái tóc vàng mềm mại và vuốt ve đôi má mượt như nhung của nó Cô cảm thấy sữa của mình chảy ra, cái miệng trúng chím của thằng bé mút lấy núm vú cô. Và cô cảm thấy yên bình vô cùng. Mia thức dậy trong lúc đang khóc như mọi khi. Cứ mỗi lần cơ thể mệt mỏi là cô không tài nào ngủ lại được. Sau nửa giờ cố gắng gạt giấc mơ ra khỏi tâm trí, cô đầu hàng, trở dậy pha ít cà phê, rồi trong lúc máy chạy, cô cởi bộ áo ngủ và tập vài động tác co duỗi cùng yoga ưa thích. Vì Mia không bao giờ biết một vụ tìm kiếm sẽ đòi hỏi cô phải làm gì, chạy trên đường phố hay trèo lên núi đá, nên cô cố gắng giữ sức khỏe tốt. Nhưng chẳng có việc gì là dễ dàng hay tự nhiên đối với cô. Cô cực kỳ ghét đổ mồ hôi, gần bằng ghét côn trùng hay ghét bị bẩn vậy mặc dù vậy cô vẫn làm vì đó là việc cô phải làm cũng như cô đã học cách sử dụng vũ khí kể cả khi cô ghét tiếng ồn khói mùi và mọi thứ liên quan đến chúng cố lắm cô cũng chỉ là tay súng soàng nhưng cô kiên trì tập luyện cho đến khi ít nhất cũng đạt được bậc trung bình để truy lùng kẻ đã bắt justin cô đã học cách làm rất nhiều thứ mà cô không thích đã biến mình thành một người khác hẳn không chính là những tên khốn ấy đã thay đổi cô cô đã thay đổi kể từ giây phút Justin bị giật khỏi tay mình. Kể từ lúc tỉnh lại trong phòng khám nhỏ ấy, cô đã là một người phụ nữ khác, chỉ tập trung vào một việc. Tìm lại đứa con, đó là lý do David ly dị cô. Đúng, anh đã ly dị cô, nhưng anh không bỏ rơi cô. Anh khăng khăng mua căn hộ này cho cô ở bờ Tây El Paso, và hàng năm gửi cho cô 40.000 đô la tiền trợ cấp hai việc ấy cho phép cô tập trung toàn thời gian cho đội tìm kiếm. Nếu cô để mặc anh, chắc David sẽ dốc hết tài sản để mua cho cô một căn biệt thự rộng thanh thang và gửi cho cô một khoản tiền lớn khác thường mỗi năm. Căn hộ này chỉ thuộc cỡ chung, rộng khoảng 190 mét vuông với hai phòng ngủ, hai phòng tắm trên tầng 2 và một phòng tắm nhỏ dưới tầng 1. Nó đã 20 năm tuổi, ấm cúng mà không hề phô trương. Con số 40.000 đô một năm là nhiều hơn mức sống thoải mái của cô tới 15.000, nhưng Mia hiểu đó là cách David giúp đỡ cô trong cuộc tìm kiếm. Anh không thể làm việc cô đang làm, vì thế anh làm những gì có thể, và nếu tính đến chuyện giờ anh đã có một gia đình, việc đó còn hơn cả rộng rãi. Tập xong, cô rót một cốc cà phê và mang nó lên lầu để mặc quần áo hôm nay không cần mặc quần bò và đi ủng, ơn Chúa, cô có thể mặc váy và đi sang đan cho mát. Mia luôn tận dụng những ngày không phải đi lại để thong thả dưỡng ẩm da, chăm sóc mái tóc, trang điểm và xịt nước hoa, chỉ là những thứ vặt vãnh, những thứ cô làm cho chính mình. Nhưng chúng xoa dịu nhu cầu trong cô. Mặc dù có những ngày cô sẽ trông giống một bản sao pha trộn giữa một nữ quân nhân với Thơ Ma và Louisa một ngay trước khi họ lao mình qua hẻm núi bên trong cô vẫn là một người phụ nữ thích những thứ nữ tính. Một. Hai nhân vật nữ chính trong bộ phim Thơ Ma và Louisa được xây dựng với tính cách trái ngược nhau. Thơ Ma yếu đuối và thụ động, còn Louisa độc lập và mạnh mẽ. Với hai mẫu hình phụ nữ cá tính sát cánh bên nhau ấy, bộ phim được coi là biểu tượng cho khát vọng nam nữ bình quyền đầu thế kỷ XX do phải tốn thêm thời gian chăm chút cho nhan sắc, Mia đến văn phòng muộn. Đội tìm kiếm đặt trụ sở trên tầng thượng của một nhà kho vốn do Chu Gallagher một doanh nhân ở En Paso, quyên tặng. Tầng trệt của nó vẫn còn được sử dụng và cô đã quen với tiếng động cơ cần cẩu ở bên dưới, tiếng hét của đám công nhân và tiếng những chiếc xe tải 18 bánh tới để nhận hay chuyển máy móc. Các văn phòng trên lầu rất sơ sài bóng đèn nê ông không máng, sàn gạch dạn nứt và tường sơn xanh lá cây kiểu công nghiệp. Bàn làm việc bằng kim loại cũ kỹ đã chảy xước, phần lớn ghế ngồi đều phải quấn băng dính, và chỉ có hai căn phòng riêng, thực ra là nửa riêng tư. Vì nửa trên của bức tường trước mặt cả hai căn phòng đều được trổ cửa sổ lớn. Tuy nhiên, hệ thống điện thoại là loại tối tân. Đội tìm kiếm đã bỏ tiền vào chỗ cần thiết nhất. Mia yêu các nhân viên của cô. Chúa biết họ không làm việc tại đây vì tiền vốn chỉ là một con số khiêm tốn. Họ làm việc nhiều giờ dài đằng đẵng, bao gồm hầu hết các ngày thứ bảy và đôi khi làm luôn cả chủ nhật. Bản thân cô không có lương, kể cả lương danh nghĩa. Phần lớn thành viên của đội tìm kiếm đều là tình nguyện viên, trải rộng trên khắp cả nước. Họ tặng không thời gian và công sức bất kể khi nào được cần tới để tìm người bị mất tích trong khu vực của mình. Tuy nhiên, những thành viên cốt cán của đội, nhóm ở tại El Paso này thì cống hiến toàn bộ thời gian cho công việc và được trả lương. Brian đang ở chỗ máy pha cà phê khi Mia đi vào. Làm một cốc nhé, cậu ta hỏi, và cô gật đầu. Joan nhìn lên bằng ánh mắt lo lắng. Tối qua thế nào? Cô tìm được gì không? Kẻ bắt Justin đã có mặt ở đó, Mia nói huỵch tuệt, và một loạt những tiếng xôn xao vang lên mọi người đều đẩy ghế ra và vội tiến lại. Chuyện gì đã xảy ra, Debra hỏi, đôi mắt xanh của cô mở lớn. Chị có nói chuyện với hắn không? Brian tiến lại và đặt cái cốc nhựa vào tay Mia. Không, bọn chúng có bốn người, chúng tôi chỉ có hai. Cậu ta liếc nhìn cô ngụ ý là cậu ta sẽ không để lộ chuyện cô đã thiếu xét đoán. Mặc dù vậy Mia không định giấu giếm cô nói thẳng. Kế hoạch là thế, nghĩa là chúng tôi sẽ không manh động nếu chúng có hơn hai người. Nhưng khi trông thấy hắn, tôi đã mất kiểm soát. Tất cả những gì tôi muốn làm là siết tay quanh cổ họng hắn. Lạy chúa tôi, Olivia buột miệng. Chuyện gì đã xảy ra? Chúng có bắn hai người không? Chúng không bao giờ biết chúng tôi ở đó. Tôi bị một gã khác đánh lén và hạ gục. Lạy chúa tôi, Olivia lại nói. Cô có bị thương không? đã đi gặp bác sĩ chưa? Tôi không sao, tôi không hiểu, Joan nói. Rõ ràng tên này biết cô ở đó, tại sao hắn không báo với bọn kia? Hắn không cùng bọn, hắn cũng đang theo dõi chúng. Chà, lằng nhằng thật ai đó lẩm bẩm. Có biết đó là ai không, Deborah hỏi. Không, tôi không nhìn thấy hắn. Mặc dù vậy, bất kể hắn định làm gì, hắn đã cứu mạng chúng tôi bằng cách đánh lén tôi và để tôi thú tội nốt tôi cũng đã lao vào một quán rượu và đưa ra phần thưởng 10.000 đô la cho bất kỳ ai có thể cho tôi biết tìm Diaz ở đâu. Vì thế, nếu các bạn có nhận được cuộc gọi nào hỏi về phần thưởng, thì đây là lý do nhé. Hóa ra là thế Olivia nói, mày nhướng lên. Ngày sáng sớm nay tôi đã nhận được một cuộc gọi đe dọa, bảo tôi tránh xa Diaz ra nếu không sẽ chết. Đại khái tôi nghĩ cô ta đã nói thế. Lúc ấy chưa uống cà phê nên khả năng nghe tiếng Tây Ban Nha của tôi còn chưa được tăng tốc tối đa. Tôi đã bảo cô ta là tôi chẳng có bạn trai nào tên Diaz cả. "Cô ta à?" Mia hỏi, chân mày cô cũng nhướng lên. Chắc chắn là một cô. Thế nên tôi mới nghĩ tới một cô bạn gái đang giận dữ. Nghe như kiểu cô vừa làm ai đó điên tiết vậy. "Phải, đúng vậy, việc này thật hay ho. Cô có lấy được số không?" có chứ Olivia tới bên bàn làm việc của mình và kiểm tra máy hiển thị cuộc gọi số gọi từ En Paso nhưng tôi không nhận ra số tổng đài Brian trồm tới và nhìn vào dãy số thẻ điện thoại cậu ta nói không dò được đâu có điều gì đó nơi Brian luôn làm cho từng đầu dây thần kinh của Olivia cáu tiết thật sao giọng cô lạnh như băng tôi đoán là cậu cũng có thể đọc vanh vách cả tuổi, giới tính và cân nặng từ một số điện thoại đấy nhỉ, anh chàng thợ săn da trắng vĩ đại. Câu cuối là lời nhiếc móc tinh tế vào tiểu sử quân nhân của cậu ta Olivia vốn là một chú chim bồ câu bé nhỏ hiền lành cực kỳ miễn cưỡng khi phải học mọi thứ về vũ khí. Không phải giới tính, Brian nói, cười tâu tuét tôi dùng một phương pháp khác để tìm hiểu chuyện đó, cậu ta đổ thêm dầu vào lửa bằng cách xoa đầu cô trước khi thận trọng lùi khỏi tầm tay. Tôi thường mua thẻ điện thoại để gọi các cuộc đường dài, vì thế tôi biết dãy số hiển thị lên máy sẽ như thế nào. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, tôi dám nói rằng đó là một chiếc thẻ AT&T, có thể mua được dễ dàng ở bất kỳ siêu thị oan mát nào và còn nhiều nơi khác nữa. Mia can thiệp, hãy xem lại mọi nhân tố nào chiều muộn ngày hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi trên điện thoại di động cung cấp manh mối về diaz người gọi là đàn ông tôi không để ý số ôi sẽ xem lại xem nó có khớp với số gọi hôm nay không brian và tôi đều nghĩ đó có thể là một cái bẫy không phải cho chúng ta mà cho diaz ai đó muốn gạt hắn ra khỏi đường đi chúng tôi đã tới chỗ hẹn và trong số những gã có mặt có kẻ đã bắt cóc justin tôi chỉ nhận diện được hắn. Có thể hắn chính là Diaz, khả năng trùng hợp là khá lớn. Mia để ý thấy khi cô nói, Joan cắm cúi ghi chép từng ý một. Bốn gã đàn ông đến trong hai chiếc ô tô, mỗi xe hai gã, và lôi cái gì đó ra khỏi cốp một chiếc xe để chuyển sang cốp bên kia. Tôi không nhìn ra được đó là gì. Một xác người, Brian nói, thẳng thừng. Bị quấn trong một cái bạt hoặc một cái chan cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Mia. Đáng lẽ cô phải nhận ra, nhưng cô đã quá chăm chú vào gã trột. Lại thêm một bằng chứng nữa cho thấy cô phải kiểm soát những cảm xúc của mình, cô đang bỏ qua những chi tiết quá rõ ràng. Tôi bị một kẻ tấn công giấu mặt hạ gục, hắn ta chỉ quan tâm tới bốn gã kia chứ không hề quan tâm tới chuyện tôi đang làm gì ở đó. Khi bốn tên kia lái xe đi, hắn đánh ngay vào huyệt để làm tôi bất tỉnh. Chị đã không kể cho tôi chuyện đó, Ryan ngắt lời, ánh mắt sắc bén. Chỉ là bất tỉnh thôi. Ít nhất tôi không bị chấn động. Đúng, nhưng nếu bị ấn lâu quá, chị có thể bị tổn thương não bộ đấy. Cô đã không nghĩ tới viễn cảnh mình có thể dễ dàng bị tật nguyền như thế nào. Nhưng cô cũng không thể làm gì để bảo vệ bản thân, ngoài việc không có mặt ở đó ngay từ đầu còn chuyện rút lui khỏi cuộc tìm kiếm thì cô không bao giờ lờ Mia lắc đầu gạt đi những hồi tưởng sợ hãi của mình. Tôi cho là hắn đã đi theo một trong hai cái xe, nhưng cũng có thể hắn đã bám theo Brian và tôi. Tôi không thể nghĩ ra lý do hắn phải làm thế, ngoài tò mò, nhưng nó vẫn là một khả năng tôi đã đưa ra phần thưởng 10.000 đô cho thông tin về Diaz trong một quán rượu đầy đàn ông, và sáng nay một phụ nữ gọi tới bảo chúng ta tránh xa Diaz ra nếu không sẽ chết, cô dừng lại. Có ai muốn thêm gì vào đống lộn xộn này không? Không ai trả lời. Joan nghiên cứu các sự kiện. Tôi thấy sự kiện bất thường nhất chính là gã đàn ông đã tấn công cô. Mọi thứ khác đều có lý. Gã chột có thể là Diaz và ai đó đã gài bậy hắn, khi cô đi vào trong quán rượu và tuyên bố thế kia, hắn đã nghe được, rõ ràng đoán ra cô suýt tóm được hắn, vì cô cũng ở cùng ngôi làng ấy vào cùng một thời điểm, và hắn đã cử ai đó gọi tới cảnh cáo cô. Mia cũng nghĩ vậy, nhưng không mạch lạc được như thế. Joan có sở trường tách bạch mọi chuyện khiến Mia thấy cô gái càng đáng giá. Rõ ràng người gọi tới cho tôi đầu tiên muốn chúng ta tóm được Diaz, vì một lý do nào đó. Có lẽ là cạnh tranh, nhưng tôi không quan tâm là vì sao. Giờ chúng ta chỉ biết chờ anh ta gọi lại lần nữa. Việc đó đi ngược lại ý cô. Cô muốn cào sới khắp làng Guadalupe, kể cả khi Logic bảo với cô rằng việc đó chỉ tốn thời gian. Cô muốn hành động theo cách nào đó, bất kỳ cách nào, thay vì ngồi chờ một cú điện thoại có thể nhiều ngày, nhiều tuần, thậm chí không bao giờ tới. Điện thoại reo ngay lúc ấy và một nhân viên vội vã trả lời. Sau khi nghe một phút, anh ta nhìn lên và nói: "Báo động Amber 2 ở California, khu vực San Clement. Hai, tức báo động khẩn cấp về trẻ em bị bắt cóc. Amber là tên của một đứa bé 9 tuổi bị bắt cóc và giết hại ở bang Texas, Mỹ năm 1996." Đó là hiệu lệnh vào trận chỉ trong vòng vài giây, tất cả mọi người đều gọi điện thoại, báo động đội quân tình nguyện viên ở San Clement và vùng phụ cận, cử mọi người ra xa lộ và quốc lộ, tìm kiếm một chiếc xe khả nghi. Chiếc Honda Accord màu xanh. Theo lời nhân chứng, một gã đàn ông đã chộp lấy cô bé 12 tuổi trong bãi đỗ xe của tiệm đồ ăn nhanh và đẩy cô bé vào trong xe hắn. Một người phụ nữ đã đọc được một phần biển số xe khi chiếc xe lạng lách qua bãi đỗ. Với thông tin đó, đội tìm kiếm sẽ thiết lập những điểm quan sát những người mang ống nhòm tìm kiếm chiếc Honda Accord màu xanh do đàn ông lái. Khi xác định được một chiếc, thông tin sẽ được chuyển tới những người tìm kiếm đang trên xe, họ sẽ tiếp cận chiếc xe và kiểm tra biển số. Đội tìm kiếm không cố bắt người, nếu họ định vị được chiếc xe, đến lượt họ sẽ thông báo cho nhà chức trách trong khu vực và để nhà chức trách xử lý. Mia kiểm tra đồng hồ. 8 giờ 43 phút ở California. Giao thông đang đông đúc, một việc có thể có ích hoặc không? Nếu một người đang nghe đài thì anh ta sẽ nghe thấy báo động amber, nhưng nếu anh ta đang nghe đĩa CD hoặc MP3 thì sẽ không hề biết. Cô gạt mọi sự kiện đêm qua đi và tập trung vào việc tìm cô bé ở California trong khi cô bé vẫn còn sống. Cô đã không thể làm việc đó cho chính con mình, nhưng cô có thể làm cho con người khác chương 5, nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Cuộc gây quỹ được tổ chức tại nhà thi đấu một trường trung học địa phương. Mia có vài chiếc váy dự tiệc khá ổn, và đêm nay cô mặc bê ưa thích của mình vì cần tới dáng vẻ quyến rũ ấy để gắng gượng qua những lúc mệt mỏi dã rời. Màu váy xanh nhạt rất hợp với làn da nâu ấm áp của cô, và đôi giày đi kèm khá thoải mái nên cô sẽ không bị đau chân tới cuối tiệc cô đã rời văn phòng sớm vài giờ và dành thời gian tự chăm sóc bản thân cố chợp mắt một chút để có sức cầm cự thêm vài giờ nữa cô xử lý mái tóc xoăn và mặc dù không bao giờ hoàn toàn chế ngự được nó ít nhất cô cũng tạo được một kiểu tóc cho ra vẻ là cố ý làm xoăn việc massage làm cho nước da cô sáng hẳn lên và trông đỡ mệt mỏi hơn và cô trang điểm nhẹ nhàng để làm mềm khuôn mặt mình thêm nữa nước hoa, tất ra chân, đồ trang sức Mia yêu thích nghi thức làm mọi việc ấy, yêu cảm giác của mình khi làm thế. Cô hiếm khi có cơ hội nuông chiều bản thân trong những việc nữ tính này, nên cô vui sướng tận hưởng những dịp gây quỹ. Chúng vừa có lợi cho tình hình tài chính của đội tìm kiếm, vừa cải thiện đáng kể sức khỏe tinh thần của cô. Mia lái chiếc Toyota SUV màu trắng 6 năm tuổi của mình tới trường trung học, bãi đỗ xe ở đó đã đông nghẹt đủ các loại xe con, xe tải, xe SUV một. Những người ăn mặc đẹp đẽ đang nhanh chóng bước về phía nhà thi đấu, bởi vì chỉ có kẻ ngốc mới đứng ngoài cái nóng tháng 8 ở En Paso này. Mặc dù mặt trời đã lặn và ánh hoàng hôn đang dần buông, Mia vẫn cảm thấy những giọt mồ hôi đang tích tụ giữa hai bầu ngực cô trong chuyến đi bộ ngắn tới nhà thi đấu. Một Viết tắt của Sport Utility Vehicle kiểu xe thể thao đa chức năng, hầu hết được thiết kế để có thể vượt những địa hình xấu. Cô mở một trong hai cánh cửa nặng nề của khu nhà ra và bước vào trong luồng khí mát mẻ những chiếc bàn tròn dành cho 8 tới 10 người đã được kê sẵn trên sàn nhà lót nỉ xanh để tránh bị chảy xước. Mặt bàn trải khăn trắng, bộ đồ ăn và khăn ăn được xếp đặt chính xác, hoa tươi đặt giữa mỗi bàn. Ở đầu phòng là một chiếc bàn dài đặt trên cái bục tạm, cùng một bục phát biểu. Cô sẽ ngồi ở đó cùng với những người tổ chức sự kiện này, ông thị trưởng và những thành viên ưu tú ở El Paso, những người đã cố gắng giúp đỡ cô miya luôn phát biểu trong các sự kiện này và sau nhiều năm cô không còn cần tới bài chuẩn bị nữa bài phát biểu của cô về bản chất là giống hệt nhau mặc dù chi tiết có thay đổi đôi chút cô luôn nói về những cuộc tìm kiếm do đội tìm kiếm tiến hành với những cái kết có hậu và những cái kết buồn kết có hậu là để minh chứng rằng đội tìm kiếm đang làm những việc hữu ích còn kết buồn để minh chứng rằng với số tiền tài trợ đầy đủ hơn họ có thể làm được tốt hơn thế đêm nay, Tierra Alverson chiếm trọn tâm trí cô. Một cô gái 14 tuổi đáng lẽ không phải kết thúc cuộc đời trên một bãi rác bẩn thỉu, đầy chuột bọ, mạch máu chứa đầy ma túy như thế. Mỉm cười trò chuyện với vài người quen, tiến đến cái bục. Cô sắp đi được nửa đường thì một bàn tay cứng rắn, ấm áp nắm lấy khuỷu tay cô khiến cô phải dừng lại rồi lập tức thả cô ra. Cô quay lại, mỉm cười khi bắt gặp ánh nhìn từ đôi mắt đen thẳm đang nheo lại của Chu Gallagher. "Chào anh Chu, anh khỏe không?" Trông cô mệt mỏi quá, anh ta nhận xét thẳng thừng, lờ đi những lời lịch sự xã giao. "Cảm ơn anh," cô trả lời, giọng châm biếm. "Có lẽ công sức trang điểm của tôi đổ xuống sông xuống bể cả rồi." "Tôi không nói là trông cô tệ. Tôi nói là trông cô mệt." Vâng, nhưng công sức tôi bỏ ra là để làm cho mình trông bớt mệt mỏi hơn mà. Có lẽ nó cũng hiệu quả đấy. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt sắc sảo. "Mà cô mệt tới mức nào?" "Kiệt sức." cô nói và mỉm cười. "Vậy thì nó khá là hiệu quả đấy." Chu là một doanh nhân khởi nghiệp từ tay trắng, tự lần mò thoát khỏi nghèo khổ và chính quá trình vật lộn ấy đã khiến anh ta trở nên quyền uy và mạnh mẽ quyền năng đó nằm ở mặt cá tính nhiều hơn tài chính, và cô chắc chắn đến lúc chết Chu Gallagher sẽ thành một triệu phú đô la. Anh ta lạnh lùng và kiên định, và anh ta không cho phép bất kỳ điều gì cản đường mình. Vậy mà kể từ lúc mới bắt đầu tận hưởng chút ít thành công, anh ta đã quan tâm đến và là một trong những mạnh thường quân trung thành nhất của họ. Mia không biết Chu bao nhiêu tuổi, anh ta có thể ở đâu đó giữa 35 và 45 khuôn mặt anh ta đen sạm và phong trần bởi nhiều giờ dài phơi mình dưới ánh mặt trời tách rát, cơ thể anh ta vẫn còn gọn gàng và khỏe mạnh. Anh ta cao lớn, khoảng 1m90 hoặc 93, và sở hữu một sức hút hoang dã khiến phụ nữ vô thức bị hút vào. Đôi khi chu cũng mang vài cô tới các sự kiện thế này, nhưng anh ta thường đi một mình vì hiện không có hoa khôi tháng 8 nào bám ưng vào cánh tay, nên hôm nay hẳn là một trong những buổi dự tiệc một mình của anh ta. Đêm dài hả? Chu hỏi, một bàn tay đặt trên lưng cô, dẫn cô bước tiếp tới phía trước căn phòng. Đêm qua, tôi hy vọng đêm nay sẽ yên bình hơn. Chuyện gì đã xảy ra thế? Mia không định thuật lại mọi sự. Thay vào đó cô chỉ nói. Một ngày tồi tệ, chúng tôi tìm được người mất tích nhưng cô bé đã chết. "Chà, tệ thật, cô bé bao nhiêu tuổi?" "14, đó là một độ tuổi khó khăn. Mọi thứ đều có vẻ như là tận cùng thế giới và cô không tài nào nói lý lẽ với người không nhìn thấy ngày mai được." Cô không thể tưởng tượng được Chu Gallagher có bao giờ trải qua cảm giác lo lắng tuổi dậy thì hay tình trạng nghiện hút hay bất kỳ một điểm yếu nào đó. Cô thậm chí còn ngạc nhiên vì anh ta biết về chúng. Anh ta cứ như là gỗ lim vậy, chẳng bị môi trường xung quanh tác động chút nào. Sức mạnh của anh ta thu hút Mia. Cô thích những câu đùa không hàn là tan tình giữa hai người, mặc dù cô luôn cẩn trọng để không vượt qua ranh giới. Anh ta là một nhà bảo trợ có nhiều ảnh hưởng và cô sẽ cực kỳ ngu ngốc nếu để cho mối quan hệ của họ biến thành mối quan hệ cá nhân. Dù thế nào thì công việc với khoái cảm cũng không bao giờ hòa hợp được với nhau, và khi cô phụ thuộc phần nào vào lòng hào phóng của anh ta để duy trì hoạt động của đội tìm kiếm. Mối tình ngắn ngủi với anh ta sẽ dẫn tới đại họa. Hơn nữa, ngay lúc này Mia không có thời gian để yêu đương, cho dù thoáng qua hay không. Cô không những không thể hết mình chú tâm vào chuyện tình cảm, mà công việc còn đòi hỏi cô phải đi lại rất nhiều. Cô đã cố hẹn hò với người này người kia kể từ khi ly dị, và nếu có người nào đó để mắt đến cô, anh ta sẽ không thích những lúc cô rời xa thành phố. Không may, đó không phải là một việc mà cô sẽ thỏa hiệp chấm hết. Vài cuộc tình của cô héo tàn dần. Dần dần Mia đi tới kết luận rằng chừng nào mà cô chưa thể cống hiến bản thân cho thứ gì đó ngoài việc tìm kiếm Justin. Thật không công bằng với cả người đàn ông lẫn với cô khi phí phạm thời gian của hai người và trong tim, cô biết rằng mình vẫn chưa gặp được người nào có thể sánh với tình yêu cô dành cho David. Cô không còn yêu anh nữa, thời gian và cuộc sống đã chứng minh điều đó nhưng một phần trong cô sẽ luôn yêu người đàn ông là anh trước đây. Cô không còn muốn anh, không còn nằm thao thức hàng đêm để khao khát anh. Có một lần danh khắc nghiệt trong đời cô, và David thuộc về phía bên kia của lần danh ấy nhưng cô đã biết thế nào là tình yêu và kể từ đó, chưa ai nhen lại được cảm xúc ấy trong cô. Chu Gallagher đang muốn thử. Mia cảm nhận được điều đó. Nó nằm ở cách anh ta chạm vào cô luôn theo kiểu đúng đắn, công khai nhưng vẫn là đụng chạm. Anh ta còn chưa cố gắng đẩy mối quan hệ của họ đi xa hơn, nhưng ý nghĩ thì vẫn ở đó, sâu trong tâm trí anh ta. Cô không nghi ngờ gì chuyện dần dà anh ta sẽ thử làm và cô sẽ phải tìm một cách tế nhị nào đó để từ chối mà không làm tổn hại đến đội tìm kiếm. Nhà thi đấu nhanh chóng đông nghịt người, và Marcia Gonzalez, trưởng ban tổ chức sự kiện đang ra hiệu cho cô cùng Gallagher ngồi xuống chỗ của mình. Mia ngồi vào chiếc ghế chu vừa kéo ra cho cô, cạnh cái bục, và cô không ngạc nhiên khi anh ta chiếm cái ghế ngay cạnh. Cô tự động gạt chân sang một bên để không có chuyện chân anh ta vô tình chạm vào chân cô công ty cung cấp đồ ăn bắt đầu phân phát những khẩu phần gà dai nhách và đậu Hà Lan theo thông lệ tại các buổi gây quỹ. Gà đã quay chín, đậu Hà Lan có rắc mấy miếng hạnh nhân, còn bánh mì thì khô queo. Mia thà ăn một miếng bánh thịt chiên giòn, một cái hamburger hay bất kỳ thứ gì khác còn hơn là gà và đậu. Chu xiên miếng thịt gà như thể anh ta đang tưởng tượng ra cảnh giết con vật tội nghiệp sao họ không bao giờ cho chúng ta ăn món thịt nướng nhỉ, anh ta cầu nhau. Hoặc là bít tết chẳng hạn, bởi vì có nhiều người không ăn được thịt đỏ. Đây là en paso, ai chả ăn thịt đỏ. Có lẽ anh ta nói đúng, nhưng nếu ai đó trong thành phố không ăn thịt đỏ, họ sẽ nằm trong nhóm tham dự các sự kiện từ thiện. Những người tổ chức đã khéo léo tính đến phương án an toàn. Không may, an toàn có nghĩa là thịt gà và đậu Hà Lan. Chu lôi một cái lọ nhỏ từ trong túi áo vest ra và bắt đầu rắc thứ gì đó màu đỏ lên thức ăn của mình. Cái gì thế? Mia hỏi. Gia vị miền Tây Nam. Muốn thử không? Mắt cô sáng lên. Ôi, làm ơn. Cô không dùng nhiều gia vị như Chu vừa rắc nhưng vị giác của cô đã ứa nước miếng. Tôi đã mang theo cái lọ này từ vài năm nay rồi, anh ta thú nhận. Nó đã cứu vớt đời tôi, một người phụ nữ ở phía bên kia vươn người sang, tôi có thể mượn nó được không? Bà ta hỏi, và rất nhanh chiếc lọ đã được truyền đến tận cuối bàn, mọi người đều mỉm cười và mức độ nhiệt tình tăng lên đáng kể. Mia nhìn khuôn mặt mạnh mẽ của Chu trong lúc họ ăn. Có điều gì đó nơi những đường nét ấy khiến cô tự hỏi phải chăng người đàn ông này có gốc gác Latin? Cô biết anh ta có những mối quan hệ chặt chẽ với cộng đồng gốc Latin ở cả hai đầu biên giới. Chu đã lớn lên trên những con phố khắc nghiệt, những mối quan hệ của anh ta không chỉ dừng lại ở chỗ bọn móc túi và gái điếm, mà cả những phần tê tồi tệ hơn nữa. Liệu anh ta có thể tìm ra điều gì đó về Diaz giỏi hơn cô không nhỉ? Anh có bao giờ nghe nói về một người tên Diaz không? Cô hỏi có lẽ chỉ là tưởng tượng của cô nhưng cô nghĩ anh ta thoáng cứng người lại trong một giây diaz à anh ta nói đó là một cái tên phổ biến tôi biết có đến năm sáu chục người tên như thế kẻ này làm việc ở bên kia biên giới bằng cách nào đó hắn có dính dáng đến việc buôn người qua biên giới một tên buôn người tôi không nghĩ vậy tôi không nghĩ hắn ta tự mình làm việc ấy Cô do dự, nghĩ về lời khẳng định chắc chắn của Brian là bốn tên đàn ông đêm qua đã chuyển đi một thi thể. Có lẽ hắn còn giết người nữa, Chu hớp một ngụm nước. Tại sao cô lại hỏi về một kẻ như thế? Bởi tôi nghĩ rằng hắn là tên khốn kiếp đã bắt cóc con trai tôi. Mia nuốt lại câu đó và tìm đến cốc nước của mình. Tôi sẽ lần theo bất kỳ ai có thể dẫn tôi tới chỗ Justin, cuối cùng cô nói vậy cô nghĩ là gã diaz này có liên quan tôi biết kẻ đã bắt justin chỉ có một mắt bởi vì tôi đã cào đứt con mắt kia cô hít vào một hơi thở sâu run rẩy và tôi nghĩ tên hắn là diaz có thể không phải nhưng cái tên cứ ám ảnh tôi mãi nếu anh có thể tìm được bất kỳ điều gì về một gã chột tên diaz tôi sẽ rất biết ơn anh chuyện chột mắt sẽ khoanh vùng hẹp hơn tôi sẽ xem mình có thể biết được gì cảm ơn anh Miya biết anh ta có thể dùng yêu cầu này của cô để đề nghị những chuyện khác, nhưng đó là một tình huống cô chỉ phải đương đầu nếu nó xảy ra. Cô nghĩ anh ta đã nghe thấy cái tên đó. Đúng, có lẽ anh ta biết rất nhiều người có họ là Diat, nhưng nó vẫn có một ý nghĩa nào đó với anh ta trong ngữ cảnh cô vừa nêu ra. Vì lý do gì đó, Chu đang trở nên cẩn trọng, giấu nhẹ những lá bài của mình có lẽ anh ta đã tiếp xúc với Diaz trong quá khứ sâu kín của mình, và anh ta không muốn ai biết chuyện đó. Người ta đang phục vụ món tráng miệng, bánh trứng với lớp kem sô-cô-la. Mia không nhận bánh của mình mà uống cà phê. Đã đến lúc cô cần phải phát biểu, và cô muốn tập hợp các suy nghĩ của mình những người này đã trả 40 đô la cho một bữa ăn đạm bạc và vài người trong số họ còn viết riêng một tờ xét cho đội tìm kiếm sau đó, ít nhất cô cũng phải dành cho họ một bài phát biểu dành mạch. Đến 10 rưỡi, sau khi đã phát biểu, cảm ơn và bắt tay xong, Mia uể oải trèo vào trong xe. Ngay khi cô chuẩn bị đóng cửa, Chu gọi tên cô và sải bước đến. Tối mai cô đi ăn tối với tôi được chứ? anh ta hỏi, không màu mè mở đầu hay phỉnh phờ rào đón, điều này khiến Mia cảm kích vô cùng, bởi vì giờ cô đã rất mệt và cô không nghĩ mình có thể xử lý nổi dù chỉ là một cuộc đối đáp nhẹ nhàng. Cảm ơn anh, nhưng tôi còn một buổi gây quỹ khác ở Dallas vào tối mai. Thế ngày kia, cô cười gượng, ngày kia tôi còn chẳng biết tôi sẽ ở đâu. Tôi không đoán chắc được điều gì cả. Chu để cho vài giây im lặng trôi qua. Thật là một cuộc sống khó khăn, Mia. Không có thời gian cho bất kỳ chuyện riêng tư nào. Tin tôi đi, tôi biết chứ, cô cười khúc khích. Dù sao tôi cũng không thể đi ăn tối cùng anh, bởi vì tình huống hiện nay. Tình huống đó là anh là người bảo trợ của đội tìm kiếm. Tôi không thể hủy hoại tổ chức bằng những cuộc giao du của tôi được. Thêm một giây im lặng nữa. Cô rất thành thật cuối cùng anh ta nói và thẳng thắn tôi ngưỡng mộ chuyện đó, nhưng tôi vẫn nghĩ tôi sẽ làm cô đổi ý, thế thì anh sẽ phải cố hết sức đấy, Mia nhẹ nhàng chữa lại. Chu cười, âm thanh trầm, đầy nam tính và ngọt ngào. Đó có phải là một thách thức không? Không, đó là sự thực. Trên đời này không gì có ý nghĩa với tôi hơn việc tìm được con trai, và tôi sẽ không làm bất kỳ điều gì để ảnh hưởng tới việc đó. Chấm hết. Đã 10 năm rồi. Tôi không quan tâm nếu có là 20 năm, bởi vì Mia đã quá mệt, giọng cô nghe gay gắt hơn ý định ban đầu. Điều Chu vừa nói quá giống với những gì anh trai cô từng nói với cô, rằng đã tới lúc gác chuyện đó lại sau và tiếp tục sống, như thể cuộc đời Justin đã xong hẳn rồi. Như thể tình yêu cũng có một giới hạn thời gian vậy. Tôi không quan tâm nếu đó có là cả cuộc đời tôi. Cô đã vẽ ra cho mình một con đường thật khó khăn đó là con đường duy nhất tôi nhìn thấy. Chú khẽ vỗ vào cửa xe cô và lùi lại. trong lúc này thôi, tôi sẽ xem mình có thể biết gì về gã Diat này và báo lại với cô. cho đến lúc ấy hãy cẩn thận nhé. Anh ta vừa nói yêu kỳ cục. Mia nhìn đăm đăm vào anh ta. những lời nói đã xuyên qua được lớp màn mệt mỏi kiệt quệ của cô. anh biết điều gì đó về Diat có phải không? anh ta không trả lời trực tiếp mà chỉ nói tôi sẽ xem mình có thể tìm được gì, rồi anh ta đi về phía xe mình, và Mia nhìn chằm chằm vào sau lưng anh ta. Đúng, chắc chắn anh ta biết điều gì đó. Và điều ấy hẳn là không hay ho lắm, vì anh ta đã cảnh báo cô phải cẩn thận. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Minta bất chấp cái nóng vẫn còn lưu lại kể cả khi đêm đã về. Cô đang đi đúng đường, cô biết thế. Và rất có thể sẽ khiến cô phải chết nếu đi theo con đường đó.